cao tiềm hậu, bị bộ phương khống chế trong tân quán rồi. Khống chế rồi, hạo chân ngạc nhiên, càng thêm hồ đồ, nhìn mấy vị tâm phúc, kết quả cả đám đều lắc đầu, đề nghĩ mãi không rõ đang xảy ra chuyện gì. Bệ hạ phái người xông đến nhà, mấy vị này đêm nay không làm rõ mọi chuyện thì chẳng ai có thể an tâm nghỉ ngơi, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhất định là một đêm không ngủ. Không chỉ anh vương phủ, tối nay sẽ có rất nhiều người khó ngủ, kinh thành rộng lớn như vậy, bất kỳ hành động dị thường nào của Tề Hoàng cũng đều sẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Như Hữu Đạo vừa ló đầu vào Tề Kinh đã bị giam lỏng tại ngoại tân quán cũng vậy. Hắn không nghĩ ra nguyên nhân bị khống chế, không có đầu mối. Nhịn đến hừng đông, chờ đến nửa buổi sang, cuối cùng ngoài viện truyền đến động tính, một chiếc xe ngựa rừng ở ngoài cửa viện. Một tên thái giám đi vào, tìm Ngưu Hữu Đạo, mời Ngưu Hữu Đạo đi. Đại tổng quản tới, Ngưu Hữu Đạo hỏi một tiếng, thái giám cười không đáp, một mực mời Như Hữu Đạo đi ra ngoài, lại mời hắn lên xe ngựa. Như Hữu Đạo không có vội vã lên xe, đẩy một góc màn xe lên, nhìn vào trong xe, kết quả thấy một người đang lặng lẽ ngồi đó, không phải bộ tầm thì còn có thể là ai. Để ngươi chờ lâu rồi, không còn cách nào khác, đợi hạ chiều rồi ta mới rảnh. Bộ tầm giải thích, như hữu đạo liếc mắt, lại đi đến bên cạnh xe, rút kiếm đẩy màn cửa ra, hỏi bộ tầm bên trong có ý gì. Bộ tầm cười tủm tìm, lên xe đi, chuyện tốt chuyện tốt nghiêu hữu đạo bày tỏ hoài nghi bộ tầm khẽ gật đầu đối với ngươi mà nói là chuyện tốt lớn nghiêu hữu đạo nghi ngờ không biết đang dở trò quỷ gì nhìn chung quanh một chút phát hiện chỉ có một chiếc xe ngựa lại hỏi những người khác thì sao chỉ quản phương nghi và trần bá đang nhìn chằm chằm bên này bọn hắn thích đi đâu thì đi không ai quản bộ tầm vừa dứt lời thái giám tùy hành bên cạnh xe ngựa ra hiệu tu sĩ canh giữ quanh viện lách người đi không trông coi viện này nữa Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn quản phương nghi ra hiệu sau đó chui vào trong xe. Xe ra khỏi ngoại tân quán, phía trước có hai người cưỡi ngựa mở đường, đằng sau có hai người cưỡi ngựa đi theo, đều mặc thường phục, chỉ có bộ tầm ở trong xe mặc cung trang hoạn quan. Ngưu Hữu Đạo dùng vỏ kiếm đẩy màn xe lên nhìn người qua lại trên đường một lát mới thả xuống, quay đầu lại hỏi, nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bộ tầm, dẫn người đi gặp vị quý nhân, quý nhân, quý nhân gì, hoàng đế, đây đâu phải đường vào cung hay là trưởng môn ba đại phái nghiêu hữu đạo hỏi liên tục bộ tầm hai tay đặt trên đầu gối nhìn kỹ hắn một lát nghiêu hữu đạo bị lão ta nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên ta nói này bộ đại tổng quản rốt cuộc ông làm cái quái gì vậy ai ngờ bộ tầm chậm rãi lầm bầm cổn cổn trường giang đông thệ thủy lãng hoa đào tận anh hùng thị phi thành bại chuyển đầu không thanh sơn y cựu tại kỳ độ tịch dương hồng Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông sóng trắng cuốn phăng mọi anh hùng đúng sai, thành bại, đều mây khói núi xanh lặng đón bóng dương hồng. Nghiêu hữu đạo sửng sốt, bộ tầm đọc xong một bài lại đọc bài nữa, đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am hạ đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân chủng đào thụ, hữu trích đào hoa hoán tử tiên. Đào am giữa lũng hoa đào có tiên lánh bội thuở nào lại đây dừng đào tiên để trốn này ta bẻ đổi rượu vui say mấy cành. Khóe môi nghiêu hữu đạo giật giật, cười ha ha nói, giáo sự đài đúng là không tầm thường, ngay cả cái này cũng thăm dò được. Bộ tầm cười, đối phương nói vậy không khác nào đã thừa nhận là thơ của hắn. Đúng là không nhìn ra, người lại có tài hoa như vậy. Bài thơ này ngay cả bệ hạ cũng động tâm, đang suy nghĩ xem có nên mời ngươi là sư phụ cho các hoàng tử hoàng tôn không. Nhiêu Hữu đạo, đây là may mắn lớn đấy. Đừng, nhiêu hiểu đạo đẩy tay cự tuyệt. Đại tổng quản, chuyện rất tốt mà ông nói là đây sao? Đừng có lừa ta, ta tuyên bố trước, mấy bài thơ kia không phải của ta, là của sư phụ ta bị người ta hiểu lầm thôi bộ tầm a một tiếng sư phụ ngươi là ai có tài hoa này rất đáng để ta đích thân đi mời nghiêu hữu đạo đáp gọi gàng mọi người đều biết đông quách hảo nhiên ông muốn tìm người ta không có ý kiến chỉ sợ không tìm được thôi bộ tầm im lặng nghiêu hữu đạo trở lại chuyện chính đại tổng quản quý nhân nào mà ta nhất định phải gặp vậy bộ tầm lần trước ngươi không từ mà biệt trên nông trường không cản được ngươi nên có lòng tốt mời ngươi trở về ngươi thì tốt rồi, một mồi lửa đốt cả nông trường. giờ nghĩ lại, chuyện cũng có nguyên nhân. thằng nhãi người e là vội vàng cướp chiến mã của thiệu bình ba đúng không? chuyện quá khứ coi như xong, bệ hạ rộng lượng, không truy cứu ngươi. có điều chuyện vẫn chưa xong, chuyện bệ hạ đã đáp ứng với người ta, người phải giúp bệ hạ dọn dẹp cho xong. như hữu đạo buồn cười, dù là chuyện gì có truy cứu hay không cũng phải xem là ai. dựa vào sức ảnh hưởng của hắn ở nam châu hiện nay, trước chuyện nhỏ ấy hạo vân đồ có thể truy cứu mới là lạ nói cứ như hắn nợ người ta nhân tình lớn lắm vậy. Có điều hắn cũng hiểu ra, ý đại tổng quản là, lúc trước cản ta trên đường là có chuyện muốn tìm ta. Bộ tầm gật đầu, Ngọc Thương Tiên Sinh đã nghe nói đến rồi chứ. chương 782, thân phận của ta 89 phần đã bại lộ rồi, hai Thân là người trong giới tu hành nhiều năm, dĩ nhiên sẽ không lạ lẫm với cái tên này. Tuy nhiều hữu đạo chưa từng gặp nhưng cũng có thể coi là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ừ đáp cao thủ đứng thứ năm đan bảng, nghe nói là bác học hồng nho, đại gia binh pháp học sinh môn hạ không phú thì quý nghe nói ngay cả thượng tướng quân hô diên vô hận quý quốc cũng từng là học sinh của ông ấy hình như rất nổi tiếng quý nhân đại tổng quản nói chính là ông ấy sao bộ tầm ư ừ, lúc ấy bệ hạ và ông ấy gặp nhau ông ấy có nhắc đến ngươi tình hình đại khái cũng có thể kể đại khái trọng điểm chính là ngọc thương cực kỳ thích tài hoa của ngưu hữu đạo muốn mời ngưu hữu đạo làm sư phụ cho nhi tử huynh đệ đã chết của ông ta ngưu hữu đạo nghe xong ánh mắt lấp lóe trầm mặc trầm mặc một hồi lâu chợt lên tiếng nói dừng xe xe chưa ngừng cũng sẽ không nghe hắn bộ tầm lạnh nhạt nói có thể xây dựng mối quan hệ với ngọc thương tiên sinh đối với tương lai sau này của ngươi trong giới tu hành rất có lợi là chuyện tốt nhiều người muốn mà không được hơn nữa ngọc thương tiên sinh không ép buộc ngươi ngươi không đồng ý cũng không sao người ta sẽ không miễn cưỡng nhưng ngươi ít nhất phải giúp bệ hạ dọn dẹp chuyện này chẳng lẽ chút chuyện nhỏ này ngươi cũng không muốn giúp lúc trước hạo vân đồ đã đồng ý với ngọc thương kết quả để ngư hữu đạo chạy làm hạo vân đồ thật sự rất mất mặt mấu chốt là chuyện ngọc thương người ta đồng ý với hạo vân đồ đã làm được thúc đẩy thông gia với hô diên gia giờ có cơ hội này đương nhiên hạo vân đồ muốn cứu vớt thể diện này ngư hữu đạo dường như không có tâm trạng đùa dỡn như trước trở nên rất bình tĩnh đại tổng quản hiểu lầm đột nhiên nhớ ra có vài việc muốn thông báo với người dưới đại tổng quản yên tâm xuống xe bàn giao mấy câu sẽ quay lại không trở về cũng không được bộ tầm người ta đích thân xuất mã, dưới mí mắt bộ tầm có thể dễ dàng bỏ chạy như vậy sao? Vẻ mặt bộ tầm hòa hoãn lại, đưa tay gõ bên bệ cửa sổ cốc 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 ba cái. Xe ngựa lập tức dừng lại, còn có tác dụng hơn nhiều hữu đạo la to rất nhiều. Nhiều hữu đạo chui ra khỏi xe nhảy xuống, đi về phía quản phương nghi và trần bá đi theo phía sau, kéo quản phương nghi đến cạnh nói thầm gì tai vài câu, sau đó trở về, lại chui trở lại xe ngựa. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, bộ tầm nhìn ra nghiêu hữu đạo hình như có thêm nhiều tâm sự. Phù phương viên, trong một ngôi đình ở rừng trúc, Ngọc Thương tính tỏa trầm mặc, thiệu bình ba đã chạy mất. Ông nhìn chằm chằm, người ngay dưới mí mắt ông thế mà cứ như vậy chạy mất. Bị người ta lợi dụng hộ tống người từ Bắc Châu đến, lại bị người ta tùy tiện thoát khỏi trói buộc bên này, còn muốn cho người ta biết tay một chút, ai ngờ người muốn người ta biết tay thì nhiều, nhưng người ta cứ thế bỏ đi, khiến mọi người không kịp trở tay. Tâm trạng Ngọc Thương không được tốt lắm, không phải vì bị đùa giỡn, mà cảm thấy thiệu bình ba đang miệt thị hiểu nguyệt các, người ta thả đến về quốc chứ không chịu đầu quân bên này chứng tỏ điều gì. Chứng tỏ người ta căn bản không coi trọng hiểu nguyệt các. Thiên hạ này dù sao cũng là thiên hạ của giới tu hành, hiểu nguyệt các dù sao cũng là thế lực lớn có sức ảnh hưởng trong giới tu hành. Thiệu bình ba lại không thèm để ý đến bên này, dứt khoát tìm thế lực thế tục nương tựa. Dù sao người cũng phải nói một chút, hỏi một chút bên này có thể cho người được cái gì. Kết quả người ta cũng chẳng thèm hỏi, trực tiếp bỏ đi rồi. Ông ta biết rõ, loại người đã đi đến bước như thiệu bình ba, người có thể dùng một bắc châu nhỏ bé cân bằng hai nước yến, hàn, là người có con mắt độc đáo. Thiệu bình ba không coi trọng, với ông ta mà nói, đó là một cảm giác thất bại khó hiểu. Nhưng nghĩ kỹ lại, lựa chọn của người ta hình như không sai. Không nói gì khác, thiệu bình ba thật sự có thể đắc thế ở vệ quốc, hiểu nguyệt các cũng sẽ không vì chút chuyện này mà hành động theo cảm tính dùng hết quyền thế để đối nghịch. Độc cô tĩnh bước nhanh đi vào, sư phụ, bộ tầm tới, còn mang theo Nhiêu Hữu Đạo cùng đến bái phỏng. Nhiêu Hữu Đạo, Ngọc Thương kinh ngạc, không phải hắn bị giam lỏng sao? Hỏi nhiều hơn cũng vô ích, không bằng lập tức đứng dậy ninh đón. Xe ngựa đã tiến vào phù phương viên, khách nhân xuống xe, có người dẫn vào nơi tiếp khách, Nhiêu Hữu Đạo đi bên cạnh bộ tầm, nhìn xung quanh. ngươi không xa lạ gì với nơi này nhỉ? Bộ tầm cười hỏi một câu, trong lòng có chút cảm khái, nữ nhân bệ hạ nhớ thương nhiều năm vậy mà lại bị thằng nhãi này dắt đi. Nưu Hữu Đạo đáp, không thay đổi gì cả. Ngọc Thương tay áo tung bay bước đến, chắp tay từ xa, đại tổng quản đích thân tới, không tiếc đón từ xa. Hai bên chạm mặt, Bộ tầm đáp lễ, có nhiều chuyện quá, sợ đột một thay đổi gì nên đến mà không báo trước, mạo muội tới chơi, hy vọng không quấy rầy thanh tịnh của Ngọc Thương tiên sinh. Nói quá lời, đại tổng quản là khách quý có mời cũng không mời được. Ngọc Thương khách khí, thấy Nưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm mình đánh giá chưa xong, cười hỏi, vị này hẳn là Nưu Hữu Đạo dương danh thiên hạ nghiêu hữu đạo chắp tay hành lễ tiên sinh như ánh trăng sáng tại hạ chẳng qua chỉ là hạt gạo so với tiên sinh không đáng giá nhắc tới vãn bối như hữu đạo bái kiến ngọc thương tiên sinh khách khí quá mời ngọc thương đưa tay mời đích thân mời hai người đến ngồi trong đình cắt xanh ngắt vừa ngồi xuống nói chuyện hai bên đều nói rõ ý đổ đến sau khi biết dụng ý bộ tầm đưa như hữu đạo đến trong lòng ngọc thương bột một tiếng vô thức nhìn như hữu đạo thêm hai cái không thấy chút manh mối gì từ trên mặt như hữu đạo ngọc thương lập tức bộ dạng mừng rỡ như điên mặt mũi vô cùng nhiệt tình mời Như hữu đạo làm sư phụ cho chất tử của mình Như hữu đạo liên tục cự tuyệt lý do cự tuyệt giống như lý do khi trêu đùa bộ tầm từ chối không nhận thơ do mình làm mà đẩy sang đông quách hạo nhiên không có chứng cứ cuối cùng ngọc thương chỉ có thể tiếc nuối bộ tầm có nhiều việc không thể ở đây lâu đến đây chỉ đại diện hoàng đến cho ngọc thương một công đạo mà thôi ngọc thương cũng không tiện giữ lão ta lại có điều lại liên tục giữ Như hữu đạo Ngưu Hữu Đạo từ chối nói có chuyện quan trọng không chịu ở lại. Bên này cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tiến khách. Trước khi chia tay, Ngọc Thương giữ tay Nghiêu Hữu Đạo liên tục mời bảo hắn rảnh rỗi thì thường ghé tới đây. Nghiêu Hữu Đạo tất nhiên là cảm ơn. Sau khi khách khứa rời đi, Ngọc Thương nhanh chóng quay lại trong bình các trước đó mở nắp chén trà đặt trước mặt chỗ ngồi Nghiêu Hữu Đạo ra, chỉ thấy nước trà còn đầy sâu cạn không có gì thay đổi. Trước đó ông đã cố ý chú ý lúc Nghiêu Hữu Đạo bưng trà uống tay áo nhấc tương đối cao tương đối che giấu. Khép nắp trà lại, sắc mặt Ngọc Thương âm trầm, nghiêng đầu nhìn về phía đầu cô tĩnh đứng bên, lạnh lùng nói thân phận của ta 89 phần 10 đã bại lộ. Không cần ông nói, nhìn thấy nước trà, đầu cô tĩnh cũng hiểu, như hiểu đạo rõ ràng đã phòng bị bên này, có bộ tầm ở đây nhưng vẫn có thể giả vờ với người có danh vọng là sư phụ như vậy là có thể thấy được dấu vết rồi. Lúc trước bên hiểu nguyệt các truy sát nghiêu hữu đạo, dưới tình thế cấp bách, sư phụ đích thân xuất mã tìm tề hoàng, lợi dụng mạng lưới tình báo khổng lồ của Tề quốc. Chuyện này, sư phụ làm không chút sơ hở, người trung gian Tề quốc còn không nghi ngờ nhưng không thể xé rách tầng giấy người trung gian này, không thể để người trong cuộc có thể nhìn thấy nhau qua lỗ hồng. Kết quả sau khi gặp nhau, người bình thường có lẽ sẽ không chú ý, nhưng Nhiêu Hữu Đạo là người thường sao. Kẻ có thể bước cho Thiệu Bình Ba chạy chối chết, có thể trốn thoát dưới mạng lưới truy sát trùng điệp của Hiểu Nguyệt Các, phản ứng thật quá nhạy cảm chương 783, tề kinh này đúng là đất lành của lão tử. Tề Hoàng không biết lúc đó hiểu nguyệt các truy sát nghiêu hữu đạo, nhưng nghiêu hữu đạo thân là người trong cuộc, lúc ấy cùng đọ sức với hiểu nguyệt các, chính giữa đột nhiên xảy ra biến cố há nghiêu hữu đạo có thể không chút ấn tượng. Giờ cuối cùng đã bị nghiêu hữu đạo biết nguyên nhân biến cố, tấm giấy mỏng đã bị xé ra, nghiêu hữu đạo vừa quay đầu đi đã trực tiếp nhìn thấy sư phụ đằng sau lỗ thủng có thể không nghi ngờ sao. Chị e nói bỗng nhiên thu tay nhìn thấy mà giật mình cũng không đủ chén trà này đã nói rõ vấn đề, vốn cho rằng chiếc hương kia đã tới tay, nhập hư cảnh và nghiêu hữu đạo đã hòa giải, ân oán giữa hai bên đã qua, sẽ không còn nhắc đến chuyện lúc đầu nữa. Vốn cho rằng chuyện này để tề hoàng mất mặt, sau chuyện sư phụ đi trấn an tề hoàng rồi, có lẽ mọi chuyện đã qua. Đạo lý rất đơn giản, người biết chuyện sẽ không nhắc đến chuyện khiến tề hoàng mất mặt nữa, chuyện chuyện này ra ngoài chẳng phải khiến tề hoàng mất sạch mặt mũi sao ai ngờ nghiêu hữu đạo truy sát thiệu bình ba nên đột nhiên đến tề kinh và xông thẳng vào hoàng cung ai ngờ tề hoàng hảo vân đồ lại nhân cơ hội này áp giải nghiêu hữu đạo tới thế là sự việc cứ thế bị xé rách ra làm bên này không kịp chuẩn bị thân phận của ta bày ra đó giờ hắn chưa có chứng cứ đối chứng người biết nên làm thế nào rồi đấy ánh mắt ngọc thương lạnh lẽo nặng nề một tiếng rõ độc cô tĩnh đáp việc này nghiêm trọng cho dù chuyện cái gương kia bại lộ cũng bất chấp Tấm gương bại lộ đúng là sẽ khiến Hiểu Nguyệt Các rước lấy phiền toái không nhỏ, nhưng dù sao Hiểu Nguyệt Các cũng là thế lực ẩn tàng, khó mà nhổ tận gốc, sư phụ bại lộ mới dễ lộ gốc dễ của Hiểu Nguyệt Các. Có điều thằng này rất giảo hoạt, hắn biết nguy hiểm mà không phòng bị được sao. Độc cô tĩnh nói vẫn chưa xong trong tay áo Ngọc Thương đã rơi ra một bình xứ nhỏ, đưa cho hắn ta, đồng thời đưa tay trái lên, ngón tay vân về trước mũi người người. Độc cô tĩnh bừng tỉnh đại ngộ, sư phụ đã lưu hậu chiêu, Trước đó lúc cầm tay Nưu Hữu Đạo đã động tay động chân trên người Nưu Hữu Đạo. Xe ngựa ra khỏi Phù Phương Viên, Nưu Hữu Đạo ngồi trong xe không kìm được thở dài, cười khổ nói, "Đại tổng quản, trước đó ông không nói với bên này, vì sao không nói ta biết?" Hắn tưởng rằng Ngọc Thương đã biết trước, nếu mình không đến sẽ biến khéo thành vụng. Sau khi vào Phù Phương Viên, nghe Bộ Tầm nói với Ngọc Thương gì mà trước đó không báo, mạo muội tới chơi, Nưu Hữu Đạo hắn liền hối hận. Nếu sớm biết bên này không biết rõ tình hình Hắn đánh chết cũng sẽ không tới nơi này, sẽ nghĩ đủ mọi cách rời đi, đâu đáng để Ngọc Thương biết hắn đã biết chứ. Có điều nói đi thì nói lại, mình cũng là thông minh quá bị thông minh hại, với tai mắt của người ta còn có thể không biết Ngọc Thương có ở phủ Phương Viên không? Còn cần lo lắng sẽ vồ hụt sao? Với thân phận địa vị của người ta còn cần lo lắng Ngọc Thương sẽ không gặp lão sao? Đáng để thông báo trước sao? Bộ Tâm, ý của ngươi là ta làm chuyện gì cũng phải bẩm báo trước với ngươi? trước khi làm sao lão có thể nói ra để Ngưu Hữu Đạo có thêm lý do từ chối chứ? Ngưu Hữu Đạo than thở nói, đại tổng quản, lần này e là ta đã bị ông lừa thảm rồi. Bộ tâm, có ý gì? Có cơ hội quen với Ngọc Thương Tiên Sinh không tốt sao? Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, ngoại trừ cười khổ còn có thể nói cái gì? Giữa người vừa người có tranh lệch thân phận, có vài người, chỉ một câu nói có thể dồn người ta vào chỗ chết. Có vài người, người có gào rách hồng thì cũng tự mình rước vả thôi. Còn loại người như Ngọc Thương, thân phận địa vị bày ra đó, có vài lời không thể nói lung tung. Người không chứng không cứ có nói ra thì cũng chẳng ai vọng động Ngọc Thương, cùng lắm chỉ gây chút bất tiện cho Ngọc Thương. Đánh rắn động cỏ, người ta cẩn thận chú ý một chút sẽ rất khó nắm được ngược điểm gì. Không có chứng cứ, với thân phận của Ngọc Thương sẽ không ai dám động chạm lung tung, trừ chín đại trí tôn, nhưng mấy chuyện nhỏ này, trong mắt chín đại cửu tôn chẳng tính là chuyện gì. Còn hắn chỉ cần dám nói, còn muốn đi sao? hắn sẽ lập tức bị tề quốc bắt lại. Người nói Ngọc Thương là người của Hiểu Nguyệt Các, Thượng tướng quân tề quốc Hồ Diên vô hận là học trò của Ngọc Thương, tay cầm đại quyền binh mã, người vừa mở miệng ra, chuyện sẽ không thể coi thường nữa, tề quốc có thể không nhốt ngươi lại điều tra rõ ràng sao. Hiện giờ hắn chạy còn không kịp, sao dám để bị bắt lại, bị bắt ngay dưới mí mắt Ngọc Thương đúng là quá không an toàn, thả hắn chán sống thì còn được. Nhiều hữu đạo biết mình lúc này có lẽ đã chọc phải phiền phức lớn, chỉ mong là mình quá cả nghỉ. Bộ tầm không biết hắn đang than thở cái quái gì, hỏi, không phải ngươi muốn hồi cung với ta đấy chứ? Nghiêu hữu đạo biết ý lão, ý nói mình có thể xuống xe rồi, có điều bây giờ hắn lại không có ý định xuống xe, đi nhờ xe một chút, có hẹn người gặp mặt ở ngoài cung thành. Hắn nghi mình đã rơi vào nguy cơ rất lớn, nghi ngờ đối phương sẽ không tiếc bất cứ giá nào ra tay với mình vào lúc nào đó nên không dám tùy tiện rời xa bộ tầm. Thấy hắn nói như vậy, bộ tầm cũng không nói thêm gì, người ta đã nể mặt, cho đi nhờ xe sao có thể không đồng ý xe ngựa hùng hục thẳng tiến đi đến cung thành như hữu đạo vươn tay ra ngoài cửa sổ xe nghênh đón chút ánh nắng ngoài cửa cung xe ngựa dừng lại như hữu đạo xuống xe bộ tầm vén màn cửa nhắc nhở đừng gây chuyện ở tề kinh như hữu đạo cười khổ bị ông giày vò dù ông xin ta ở lại ta cũng không dám ở ta sẽ lập tức đi ngay được không hả vừa dứt lời trên không trung có một bóng đen lao tới trần bá khống chế một con hắc ngọc điêu đến bay qua bay lại trên đầu xe ngựa khía in hộ vệ trong ngoài cung thành cảnh giác. Xung quanh hoàng cung không cho phép người cưỡi phi cầm bay lung tung, nếu không có bộ tầm ở đây chắc chắn sẽ bị bắt lại điều tra rồi. Đại tổng quản, sau này gặp lại, như Hữu đạo chắp tay chào từ biệt, thân hình lóe lên, đằng không bay lên, rơi lên người phi cầm. Quản Phương nghi luôn đi theo sau xe ngựa cũng lách mình bay lên. Phi cầm chở ba người cấp tốc vỗ cánh đi xa, như Hữu đạo không dám chậm rãi rời đi trước đó hắn dặn quản phương nghi phải lập tức đi ngay, không cho người ta có cơ hội theo dõi. Thằng này còn có phi cầm để đi, bộ tầm đưa mắt nhìn qua cửa sổ thì thầm một câu rồi chậm rãi buông rèm xuống. Xe ngựa đi vào cung, bộ tầm ngồi trong xe hơi nhíu mày. Nhiêu hữu đạo cứ nói đi nói lại một câu làm lão chú ý, hình như lão thấy nhiêu hữu đạo đang nhắc nhở lão gì đó. Kinh thành tề quốc chiếm một diện tích không lồ, ở một đồi núi ngoài thành cách đó khá xa, hai con phi cầm bay tới, vừa nhận được tin đám viên cương ẩn thân ngoài thành lập tức chạy đến tiếp ứng cũng đi theo cùng quản phương nghi cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở miệng người vội vàng rời đi như vậy có phải đã xảy ra chuyện gì không như hữu đạo tìm trần bá lấy chỉ lệnh khống chế hắc ngọc điêu thấy hắn ra hiệu trần bá tránh ra phi thân đáp lên người con phi cầm đang tới gần kia trần bá cũng rất hiểu chuyện biết thân phận của mình đã bị lộ có vài chuyện vẫn nên né tránh thì hơn lúc này như hữu đạo buông tiếng thở dài Ngọc Thương Tiên Sinh mua phù phương viên của ngươi, rất có thể là người của Hiểu Nguyệt Các. Sau đó kể chuyện bộ tầm đưa mình đi gặp Ngọc Thương. Cái này, quản phương nghi khó có thể tin được, có khả năng sao, như hiểu đạo có lẽ là trùng hợp, nhưng khi đó sự tình quá đáng nghi, ta đã dùng kế ứng đối, có lẽ đã di rời sự chú ý của Hiểu Nguyệt Các, chuyện sau đó cũng chứng thực như vậy, trên đường đi cũng rất thuận lợi. Nhưng chuyện giáo sự đài đột nhiên nhúng tay sau chúng ta không lâu, người của nhập hư cảnh lập tức nắm rõ được vị trí chúng ta, nếu không phải ta vô cùng cẩn thận, lần đó e là khó tránh được một kiếp. chương 784, là ta đã thương một. Bái sư cho tử đệ, đặc biệt là bái một tiểu nhân vật như ta, còn tìm đến hoàng đến tề quốc, chỉ hỏi một chút thì cũng thôi đi, người không có thì cũng thôi, lại không phải chuyện nóng lòng nhất thời, sau này có tin tức hãng liên lạc cũng được. Với nhân mạch của Ngọc Thương muốn liên hệ với ta khó lắm sao? Lão ta không hiểu hay hạo vân đồ ngu ngốc, đáng để sử dụng sức mạnh một nước như vậy sao? Đáng để dùng giáo sư Đài tìm kiếm khắp cả nước sao? Bắt ta trở về bái sư, ai bái ai làm sư, có phải bái sư như vậy hơi vô lễ quá không, có kiểu bái sư vậy sao? Thời cơ lại trùng hợp vào lúc đó, ta muốn không nghi ngờ có ý đồ khác cũng khó. Sắc mặt quản phương nghi ngưng trọng, người nói vậy thì cũng đúng là đáng nghi. Nếu Ngọc Thương thật sự là người của Hiểu Nguyệt Các, e là có địa vị không tầm thường trong nội bộ Hiểu Nguyệt Các. Như hữu đạo, chắc chắn là cao tầng với thân phận cùng sức ảnh hưởng của lão không thể chịu thiệt được, hoàn toàn có khả năng là các chủ hiểu nguyệt các. Vừa nghĩ đến khả năng khám phá được thân phận các chủ hiểu nguyệt các thần bí khó lường kia, quản phương nghi hãi hùng khiếp phía, ngọc thương tiên sinh này dính đến không tí quyền quý của các nước, có không ít học sinh có địa vị cao ở các nước, nếu thật sự là cao tầng hiểu nguyệt các, tin này e dính líu quá lớn, ngươi không nói với bộ tầm đấy chứ. Nghiêu hiểu đạo, ta dám nói sao? Nói ra rồi còn có thể rời khỏi tề kinh à? quản phương nghi căng thẳng, Ngọc Thương biết người khám phá ra rồi à. Như Hữu đạo, lần này coi như ta bị Hạo Vân đồ lừa thảm rồi, bị lừa đau đớn mà không nói ra được. Chuyện này không thể xé rách được, chỉ cần xé ra, chỉ cần trong lòng ông ta có quỷ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Quản phương nghi sốt ruột, vậy người còn vội và rời đi, người sốt ruột thoát thân thế này há càng khiến Ngọc Thương chắc chắn người đã khám phá ra, há có thể buông tha cho người sao nghiêu hữu đạo nếu thật sự có vấn đề thì chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá động thủ với ta ta ở phú phương viên ngay cả một giọng nước còn không dám uống nào dám lưu lại nếu không có vấn đề chạy trốn cũng sẽ không ai để ý nếu thật sự có vấn đề không trốn sẽ chết người nói ta nên trốn không mẹ nó tề kinh đúng là phúc địa của lão tử lần nào đến cũng phải bỏ trốn mặc kệ ngọc thương có phải các chủ hiểu nguyệt các không thân phận của lão dính líu quá lớn không thể sơ xuất Hiểu Nguyệt các chắc chắn sẽ sử dụng lực lượng khổng lồ đối phó ngươi. Chúng ta bây giờ đi đâu, cũng không thể tránh cả đời không lộ diện. Quản Phương Nghi sợ hãi nhìn xung quanh, biết nếu như không may xé rách thân phận Ngọc Thương, vậy thì lần này đã thực sự kích thích Hiểu Nguyệt các rồi. Quái vật khổng lồ như vậy một khi dốc hết sức đối phó, ngẫm lại cũng thấy đáng sợ. Nghiêu Hiếu Đạo, dĩ nhiên chỗ nào an toàn thì tới, ta không tin Hiểu Nguyệt các dám chạy đến địa bàn chín đại trí tôn dương oai. Giờ chủ yếu nhất là phải thoát thân trước đã, chỉ cần tránh thoát một kiếp này, chuyện xấu có lẽ là chuyện tốt. bên này vốn đang định đi về quốc một chuyến, giờ vì chuyện này nên đã hoàn toàn bị rối kế hoạch. thế lực hiểu nguyệt các trải rộng các nước, trước khi thoát được thì sao họ dám xuất đầu lộ diện ở về quốc? Phù phương viên trong một gian tĩnh thất ngọc thương ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích, hai tay đỡ đầu gối, hai mắt nửa mở, ánh mắt quỷ quyệt âm lãnh. độc cô tính gõ cửa đi vào, vừa đóng cửa lại, ngọc thương đã hỏi trước tìm được hướng đi chưa? Độc cô tính tiến đến quỷ chân phía đối diện, tên này rất giảo hoạt, cố ý lách đông lách tây, thật tình không biết bản thân đã bị gieo manh mối theo tung tích, hắn cứ vòng qua vòng lại kéo dài thế này ngược lại đã giúp chúng ta có thời gian thông báo nhân thủ bốn phía chuẩn bị. Đã xác định được phương hướng cuối cùng, đi về phía vô biên các. Vô biên các, khóe miệng ngọc thương giật giật, cười lạnh, đúng vậy, biết chúng ta không dám động thủ ở vô biên các, cũng đúng là không dám làm loạn ở vô biên các. Chuyện này không thể để sai sót, không thể để chúng đến vô biên các được, nếu không sẽ bất lợi cho chúng ta, nhất định phải ngăn chúng lại. Độc cô tính, sư phụ yên tâm, trên người hắn đã được trồng mồi, chỉ cần không phát giác thì sẽ không thể chạy thoát được. Ngọc Thương nhắc nhở, đừng quên, trên người quản phương nghi kia có thiên kiếm phù. Độc cô tính, thiên kiếm phù không thể dùng không hết được, đã triệu tập một lượng lớn cao thủ đến chặn đường, có thiên kiếm phù cũng không thể chạy thoát. Dù không thể bắt sống nhưng xử lý hắn sẽ không thành vấn đề. Thiên vi phủ, Huyền Vi ngồi sau án tay cầm mật tín đọc. Chát, chợt một trưởng đập thư lên án, khuôn mặt lạnh lẽo nói, Khang Hòa làm ăn kiểu gì vậy? Tây môn tình không cất bước đi đến, đưa tay rút bức thư dưới lòng bàn tay nàng ta ra, xem thử, sau khi đọc xong hơi nhíu mày, hiểu ra vì sao Huyền Vi lại nổi giận. Theo cách nói trên đó, chính hắn không muốn đến, dưa hái xanh không ngọt, đi thì đi, sao phải tức giận? Tây môn tình không an ủi một câu, Huyền Vi lắc đầu, nếu hắn bị người ta cướp đi thì thôi, hắn không muốn đến mới làm bổn cung tức giận, hắn thế này là chướng mắt về quốc ta nên cao chạy xa bay. Tây môn tình không, có lẽ là vẫn tâm niệm bên Bắc Châu, không cam tâm từ bỏ. Huyền vi, giờ hắn không thể đi Bắc Châu, ngay cả tề quốc cũng bắt đầu động thủ bắt hắn, muốn thuận lợi thoát thân từ tề quốc chắc chắn có thế lực khác đón hắn đi. Về quốc ta có gì không tốt, trong bảy nước, về quốc ta chủ phú nhất, có, điểm nào không xứng với hắn. Tây môn tình không khuyên nhủ, không nên tức giật, đợi có cơ hội thích hợp, ta sẽ giáo huấn hắn một chút. Huyền Vi nghiêng đầu bộ dạng như con gái trợn mắt nhìn hắn ta, hơi có cảm giác vô nghị, nói, như hiếu đạo không buông tha hắn, Tây quốc cũng muốn động thủ với hắn, bây giờ lại đắc tội về quốc ta, hắn không lộ diện thì thôi, một khi lộ diện, tất nhiên là có chỗ cậy vào, chỉ sợ ngươi cũng không thể tùy tiện ra tay giáo huấn được. Nàng vốn giai nhân, lại ra vẻ không phải nam cũng chẳng phải nữ. Tây môn tình không thích nhìn bộ dạng này của nàng ta, mỉm cười, một con chó nhà có tang, không đến mức canh cánh trong lòng, đi thì đi thôi, đó là hắn không thức thời, được rồi." Huyền Vi đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa có vẻ như tự nhủ, ta thì muốn xem xem, hắn chướng mắt về quốc ta hay coi trọng ai. Đúng lúc này, lại một hoạn quan tiến đến, hai tay đặt xuống một mật tín rồi lại rời đi. Huyền Vi tiện tay kéo sang, sau khi đọc xong thì cười lạnh, được rồi, thịt ăn không được mà còn gánh tiếng xấu, ai cũng nghĩ là chuyện tốt về quốc ta làm. Tây Môn Tình không lại giúp thư từ tay nàng ta để xem phát hiện là thư viên cương gửi, tìm bên này đòi người. Muốn giao thiệu bình ba ra, điều kiện có thể bàn. Bên này lòng dạ biết rõ, viên cương chỉ thực hiện, còn đòi người là như hữu đạo. Trời cao đất xa, đã là hoàng hôn, từ trên cao nhìn xuống, mặt đất bao la phía trước giống như một con rồng nằm ngang, một bên là thảo nguyên minh mông, một bên là sa mạc vô bờ. Viên cương không xa lạ gì với địa hình này, một đoạn chuyện xưa sộc thẳng lên đầu, phía trước có một điểm đen từ đỉnh núi nằm ngang dâng lên không chỉ là một điểm đen mà là ba chấm đen. Giật mình thoát khỏi cảm xúc của chuyện cũ, viên cương lớn tiếng quát lên, đạo ra. Nghiêu hữu đạo chú ý tới, không chỉ ba chấm đen, xung quanh còn có vài chấm đen dâng lên, trái phải cũng có chấm đen lao tới. Đằng sau, quản phương nghi sợ hãi kêu lên, nghiêu hữu đạo quay phát đầu lại, thấy mặt đất bên dưới lại có ba chấm đen dâng lên, tạo thành bố cục cao thấp, treo giữa bầu trời ép tới. Đây rõ ràng là thế vây công bốn phía, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên hắn cảm thấy khó hiểu, dù có chặn đường, cho dù có thể đoán ra hắn đến vô biên các, thiên địa minh mông, phạm vi có thể bay lớn như vậy, sao có thể bố trí mai phục chính xác đến thế? Đây là đã biết rõ hướng bay của hắn sao? chương 785 là ta đã thương hai. Trung quanh, có khoảng 10 con tòa kỵ phi hành, có người dùng 10 con tòa kỵ phi cầm này chặn đường. Tất cả mọi người đều căng thẳng, trên đường Nhiêu Hiếu Đạo đã nhắc nhở mọi người cẩn thận, chuyến này có thể sẽ gặp gỡ phiền phức, để mọi người luôn duy trì cảnh giác. Sa mạc, lao thẳng về phía trước, viên cương rút tam hống đao trên tay, đao chỉ về phía trước gầm thét. Cứ bay thẳng lên cao thì không thể, phi cầm loại lớn này không thể bay cao vô hạn. như hữu đạo biết hắn ta có thể triệu tập sa hạt, chỉ cần tiến vào sa mạc là có thể có trợ lực. Ba con phi cầm bên này lập tức tạo thành hình chữ phẩm vò tới trước. Viên phương hết nhìn đông đến ngó tây mặt mày sợ hãi, ngân nhi thì lại vô cùng bình tĩnh, thấy nàng bình tĩnh viên phương cũng an tâm xích liệp điêu cũng với tiếng kêu bất an phát ra của ba con tòa kỹ bên này quản phương nghi đổi sắc mặt kêu lên trong ba con phi cầm chặn đường phía trước có một con vò tới với tốc độ nhanh hơn hơi đến gần có thể thấy là một con chim lớn lông vũ đỏ tươi xích liệp điêu là khắc tinh của hắc ngọc điêu có thể săn giết hắc ngọc điêu tốc độ phi hành cũng nhanh hơn hắc ngọc điêu chẳng những là phía trước trái phải cũng lao đến một con xích liệp điêu ba con xích liệp điêu từ ba phía lao tới tốc độ nhanh hơn bên này khiến bên này không thể né tránh khi gần như có thể thấy rõ ba người bịt mặt mặc áo đen trên tòa kỵ thì ba người bịt mặt áo đen gần như đồng thời vung tay ai nấy tay cầm cung ba mũi tên cùng gắn lên dây cung phút 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 chín mũi tên lao về phía trước vào thời khắc đám nghiêu hữu đạo đang định phòng ngự thì chín mũi tên đột nhiên hóa thành xương mù tản ra thiên cơ phá cương tiến quản phương nghi sợ hãi kêu lên phung một đạo lưu quang bắn về phía trước Cạch, một đạo khai sơn phù nổ tung giữa bầu trời, cương khí cường đại phun ra. Đợi cho ba tên cưỡi tỏa kỵ sông vào trong cương phong cuồng loạn, có thể nhìn thấy những tơ châm mỏng manh hơn sợi tóc phiêu đẳng bay loạn, thế công của thiên cơ phá cương tiến đã miễn cưỡng bị khai sơn phù làm loạn trận thế, mất đi uy lực công kích. Xích liệp điêu phía đối diện đang sông tới đột nhiên kinh hãi nhảy lên, sượt qua ba con hắc ngọc điêu bên dưới. Sáu tên áo đen bịt mặt phía trước cưới hai con hắc ngọc điêu cũng vào tới, năm người trong số đó dương cung, đồng thời kéo dây cung. Phút 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 15 mũi tên một lần nữa phóng tới. Khốn kiếp, quản phương nghi giận dữ mắng một tiếng, như phát hiệu lệnh, chẳng những bà ta mà ngay cả hứa lão lục cùng cưỡi với viên cương, trần bá cùng cưỡi với ngân nhi và viên phương, đều phất tay bắn ra một đạo lưu quang. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba đạo khai sơn phù đồng loạt bắn ra, lần lượt nổ tung phía trước. Ba tòa kỵ lại vọt qua trong tơ châm bay là tả. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng trên lưng chim ưng mặt không biểu cảm, có điều đột nhiên khẽ vươn tay, kẹp một cây châm mỏng trong tay, phát hiện trên cây châm có màu xanh, có độc. Quản Phương Nghi làm ảo thuật, hai tay liên tục vung lên bắn ra sáu đạo lưu quang đánh về phía hai con hắc ngọc điêu lao tới phía đối diện. Biết là sát thủ hiểu nguyệt các phái tới, bà ta sao còn có thể thận trọng, chỉ cần có thể phá vây, có thể bất chấp mọi giá. Dù sao đối phương cũng đã bất chấp mọi giá, thiên cơ phá cương tiến mỗi một cây đều không dễ chế tạo, mỗi cây đều vô cùng đắt đỏ. Sáu tên áo đen bịt mặt vừa đến đã giật mình, dùng phù triện đánh điên cuồng thế này thì trên tay có bao nhiêu phù triện chứ, nếu không phải biết mục tiêu là nhân vật nào, bọn hắn không thể không nghĩ rằng đang chống đối với người của thiên hành tông. Những tên bịt mặt trên người không có cung tiến cũng không mang vũ khí đột nhiên từ sau lưng một con hắc ngọc điêu bắn ra, trong nháy mắt vẫy ra những trường ảnh màu xanh. Thấy trường ảnh màu xanh, như hiểu đạo trong nháy mắt liên tưởng đến tình hình đoạn hổ kể khi hắc mẫu đơn bị người ta đả thương xoẹt xoẹt xoẹt, sáu đạo khai sơn phù đồng thời bị đánh nổ tung, mấy tên áo đen bịt mặt chui ra từ trong cương phong mạnh mẽ, cánh tay vung lên, một cánh tay hư ảo màu xanh tràn ngập từ dưới bay lượn lên như một chảo ảnh to lớn của long chảo từ dưới phóng lên tận trời. Ba con phi cầm không đề phòng bên dưới, không có ai phòng thủ bị chảo ảnh phóng lên tận trời đánh chúng. Gào, ba con hắc ngọc điêu đám nghiêu hiếu đạo cưới phát ra tiếng rên rỉ, bị đánh đến mức lông vũ bay tán loạn, máu tươi phun giữa trời, bóng người bị đòn tấn công mạnh cũng bay tán loạn hứa lão lục kéo viên cương bay xuống dưới trần bá mang theo viên phương và ngân nhi lấy ra hai tấm bùa chặn sát thủ trên hai con hắc ngọc điêu chặn đường quản phương nhi kéo ngưu hữu đạo bỏ trốn ngươi mau ra tay đi viên phương sợ hãi lo lắng hét lên với ngân nhi ngân nhi vừa đáp xuống ngẩng đầu nhìn lông vũ tung bay giữa trời còn cả ba con hắc ngọc điêu đang lộn người từ trên rơi xuống lông mày dần nhíu lại đạo ra quản phương nghi bỗng nhiên kêu lên sợ hãi Bà ta nhất thời không chú ý đã bị Nghiêu Hữu Đạo giấy khỏi tay, quay đầu nhìn thì thấy Nghiêu Hữu Đạo đã bay sang một hướng khác, bay đi đuổi theo cao thủ ra tay ban nãy. Phi cầm trở sát thủ bốn phía trên bầu trời đã lần lượt đuổi theo về phía hắn. Tên áo đen bịt mặt không mang vũ khi thấy Nghiêu Hữu Đạo bay về phía mình, ánh mắt rõ ràng sửng sốt một chút, hơi bất ngờ, mình còn sợ hắn chạy, không ngờ hắn lại đuổi tới nên liền hứng thú tăng thêm lực cản, giảm tốc độ lại. Nghiêu Hữu Đạo lăng không đuổi đến, gần như cùng bay, hai người đều quay đầu nhìn nhau. Nghiêu hữu đạo nhìn chằm chằm y hỏi, lần trước lúc truy sát ta, người đánh bị thương hắc mẫu đơn ở cửu đạo xuyên là ngươi đúng không? Đối phương chừng mắt nhìn, phát ra âm thanh hơi già nua cửu đạo xuyên. Ngươi nói nữ nhân bị đánh rơi xuống vách núi chạy thoát kia sao? Nếu là nàng ta, vậy thì không sai, là ta đã thương. Nghe giọng nói có thể cảm nhận ra tuổi tác không nhỏ. Vẻ mặt nghiêu hữu đạo rất bình tĩnh, không buồn không vui nói, nàng chết bị ngươi đánh chết, người bịt mặt, đó là chuyện rất bình thường, không biết tự lượng sức mình bình thường đều có kết cục như vậy. Có ý ám chỉ, hình như hành động hiện nay của Ngưu Hữu Đạo cũng vậy. Ngưu Hữu Đạo có thể bắt sống, ngươi sẽ không giết ta. Sở dĩ nhận định đối phương phải tận lực bắt sống, nguyên nhân không khó đoán, Ngọc Thương không dám chắc chắn hắn có chuẩn bị hậu chiêu không, không dám đảm bảo hắn không tiết lộ bí mật này ra ngoài, cách tốt nhất là bắt sống hắn, ép hỏi bí mật có bị lộ cho ai không. Nếu thật sự có hậu chiêu, vậy thì cứ giữ tính mạng hắn trong tay để hậu chiêu không thể tùy tiện phát tác. Trước khi chưa làm rõ điều này, Ngọc Thương sẽ không dám tùy tiện giết hắn, nếu có những người khác nắm giữ bí mật, giết hắn thì có ích lợi gì. Người bịt mặt, hóa ra người đã biết, khó trách. Mới vừa rồi còn cảm thấy khá kỳ quái, nghe nói mới tu vi chút cơ kỳ, sao dám đưa tới cửa, còn tưởng là có gì trông cậy, hóa ra là biết mình muốn bắt sống, xem ra là sợ bị ngộ thương nghiêu hữu đạo xem ra người sai người tới không nói người biết vì sao phải bắt ta người bịt mặt ta cần biết không nghiêu hữu đạo không muốn nghe ta giải thích sao có lẽ sẽ có lợi cho người đấy muốn dùng miệng giải quyết vấn đề người tìm nhầm người rồi người bịt mặt rứt lời thấy mình sắp rơi xuống đất bàn tay đột nhiên chụp một cái một chảo ảnh màu xanh to lớn đột nhiên hiện hình nghiêu hữu đạo trở tay không kịp vừa vặn bị bắt chảo ảnh màu xanh kết nối hai người đồng thời rơi xuống đất trong hư ảnh màu xanh Nghiêu Hữu Đạo dùng cả thân tu vi dĩ dụ nhưng lại khó có thể động đậy. Người bịt mặt bóp năm ngón tay, trảo ảnh màu xanh cũng gấp lại, mặt Nghiêu Hữu Đạo lập tức khổ sở, sắc mặt đỏ lên, máu như sắp phải tuôn ra. Bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bốn phía, bao vây hai người ở giữa. Chương 786, cầu vồng ra khỏi vỏ. Quản Phương Nghi vừa đáp xuống đất cũng bị bốn người đáp theo vây quanh, sau khi bị Nghiêu Hữu Đạo hất đi thì cũng một mình rơi xuống. Hứa lão lục lão thập tam và viên cương đáp xuống đất bị mười mấy tên bịt mặt đáp xuống theo vây quanh trần bá ngân nhi viên phương đáp xuống đất soạt soạt mười tên áo đen phòng thủ xung quanh bọn hắn hai phe địch ta cùng đáp xuống thảo nguyên chia làm bốn nhóm ba mươi sát thủ đáp xuống hai mươi chín tên cả đám phi cầm xoay tròn trên không trung một người ở trên không phụ trách trông coi với mấy sát thủ mà nói có thể bước nghiêu hữu đạo xuống là lựa chọn tốt nhất nếu không đánh nhau rất dễ dàng bị thương đám phi cầm mỗi con phi cầm giá cả đều trên trời, có thể tránh khỏi tổn thất to lớn không cần thiết dĩ nhiên là tốt, bởi vậy trên cơ bản đều bỏ lại phi cầm đáp xuống. Ở phía xa lần lượt truyền đến tiếng đáp xuống đất thịt thịt, ba con phi cầm trọng thương đang lộn mèo giữa không chung rồi cuối cùng nện xuống đất, chảy máu tươi, có con không động đậy gì, có con có thể vỗ cánh nhưng không đứng dậy nổi. Ngân Nhi quay đầu sang nhìn, nhìn chằm chằm ba con chim lớn luôn đưa họ bay tới bay lui giờ bị nên xuống đất viên phương vốn định trốn nhưng lại bị vây quanh đành phải núp đằng sau ngân nhi trốn giữa trần bá và ngân nhi nhỏ giọng nhắc nhở ngân nhi người mau ra tay đi mau ra tay đạo ra sắc không được rồi ngân nhi lại quay đầu nhìn về phía nghiêu hữu đạo bị khống chế trần bá một tay cầm kiếm một tay cầm khai sơn phù cảnh giác xung quanh trên tay mấy người phù phương viên bọn họ đều có ba tờ khai sơn phù đều là quản phương nhi cho bọn họ để đề phòng lúc phòng thân Điều bên này lo lắng nhất là thiên cơ phá cương tiễn trong tay đối phương. Nhưng những sát thủ vây quanh đều vác cung tiễn sau lưng, giá của thiên cơ phá cương tiễn cũng là một nguyên nhân khiến chúng hạn chế số lượng mang theo, là người sử dụng bọn hắn cũng biết, tác dụng ở mặt đất không đớn, lúc đánh nhau sẽ cuốn lên tầng bụi đất không cần thiết, không cần phải lãng phí. Thấy tình cảnh như hữu đạo gian nan, quản phương nghi lật tay lấy ra một tờ thiên kiếm phủ định ra tay cứu viện. Bốn sát thủ vây quanh vội vàng né ra, giữ vững khoảng cách an toàn, trường kiếm sau lưng bốn người vù vù bắn ra khỏi vỏ, lơ lửng trước mắt nhìn chằm chằm quản phương nghi, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Quản phương nghi giật mình, là bốn cao thủ đã đạt được cảnh giới dùng khí ngự kiếm. Tu sĩ kim đan giới tu hành không ít, nhưng không phải tất cả tu sĩ kim đan đều là cao thủ, cùng cấp độ tu vi nhưng không có nghĩa thực lực như nhau, có lúc thậm chí còn cách biệt rất lớn. Có thể dùng khí ngự kiếm là một danh giới trong cảnh giới kim đan, nhưng công kích từ xa cũng có thể gọi là phi kiếm. Người thường không nhìn ra gì, nhưng nhân là tu sĩ mở pháp nhãn ra là có thể nhìn thấy, giữa người thi pháp và bảo kiếm lơ lửng có một sợi dây do pháp lực ngưng tụ. Nó chính là trình độ tinh diệu của việc khống chế pháp lực, những tu sĩ chỉ có thể phóng ra pháp lực dạng thô không thể nào sánh được. Bốn cao thủ cảnh giới dùng khí ngự kiếm đối phó mình, quản phương nghi đã ý thức được sự phiền phức, chắc chắn đây không phải chuyện bất ngờ mà cố ý nhắm vào bà, dĩ nhiên biết trong tay bà có thiên kiếm phù, hơn nữa muốn dùng hình thức công kích từ xa để tiêu tốn thiên kiếm phù của bà bốn cao thủ dùng khí ngự kiếm lập tức xuất hiện khống chế bà. Thấy Nghiêu Hữu Đạo nguy hiểm nhưng Viên Cương lại không lo được nhiều như vậy, chỉ cầm tam hống đao giết thẳng tới. Gừ, một tiếng hét như xét đánh, vang vọng, va chạm với một sát thủ đối diện, đao kiếm chạm nhau, hai bên cùng bị đẩy lui. Sát thủ va chạm chính diện trong mắt tràn đầy tia kinh ngạc, rõ ràng là rất bất ngờ. Hai sát thủ khác lập tức gia nhập vây công, hứa lão lục và lão thập tam không thể nào ngồi nhìn, lúc này cũng xông tới hỗ trợ, 10 tên sát thủ lập tức liên thủ tấn công, hai bên chém giết lẫn lộn. Bên này vẫn đang đánh nhau, kẻ bịt mặt tóm lấy nhiều hiếu đạo cười lạnh, với tu vi của ngươi, rơi vào thanh long chảo của lão phu không cần phải tốn công dẫy dụa nữa. Cánh tay vừa kéo, chảo ảnh mày xanh lập tức tóm lấy nhiều Hữu đạo. Trước đó hắn ta còn kiêng kỵ, lo trên người nhiều hiếu đạo có phải có thiên kiếm phủ nên mới dám lớn mật như vậy, khá vọng động, đợi lát nữa sau khi khống chế được Ngưu Hữu Đạo cho dù có thiên kiếm phủ cũng không thể thi triển thì mới không còn hậu hoạn về sau. Một tay túm lấy Ngưu Hữu Đạo, năm ngón tay xuyên trong ánh sáng xanh chụp lấy cổ Ngưu Hữu Đạo, đồng thời hét lên, giết. Trước đó không có lệnh giết là muốn trở lại người sống, giờ bắt sống được Ngưu Hữu Đạo, muốn biết gì đều có thể cạy miệng Ngưu Hữu Đạo nên những người khác sống chết không quan trọng. Nhưng một chữ giết này vừa thốt ra khỏi miệng, trong nháy mắt đám sát thủ động thủ thì ánh mắt kẻ bịt mặt này thay đổi hắn ta đột nhiên thấy có gì đó không ổn thanh long chảo đang giữ chặt nghiêu hữu đạo dường nhiên thả lỏng ra bóp vào hư không chính lúc hắn ta kéo nghiêu hữu đạo về trước mặt nói ra từ giết dường như nghiêu hữu đạo tuân mệnh tay giữ chuôi kiếm đi đến đâu cũng mang theo khẽ động một đạo cầu vồng tuốt khỏi vỏ nghiêu hữu đạo đang chờ thời khắc này áp lực của thanh long chảo dường như đột nhiên mất đi sự áp chế với nghiêu hữu đạo khoảng cách quá gần tốc độ xuất kiếm của nghiêu hữu đạo quá nhanh quá đột nhiên người bịt mặt muốn có phản ứng cũng không kịp bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị. Hắn ta tận mắt nhìn thấy một đạo hàn quang xẹt qua trước ngực mình, ngực có thể cảm giác được cái lướt đi lạnh buốt. Thanh long chảo ảnh sụp đổ, cương phong bốn phía, vụn cỏ bay tứ tung, mang đi máu trên kiếm trong tay Nhiêu Hữu Đạo. Nhiêu Hữu Đạo nghiêng kiếm nơi tay, mặt không cảm xúc, đứng đối mặt với hắn ta, bốn mắt nhìn nhau, một người bình tĩnh lạnh lùng, một người mắt đầy hoảng sợ. Kẻ bịt mặt duỗi tay ra muốn nhanh chóng tiếp xúc với cổ của Nhiêu Hữu Đạo, hắn ta chậm rãi cúi đầu nhìn lồng ngực mình, nhìn máu tươi tuôn ra ảo ạt từ trong ngực mình. Tay chậm rãi rủ xuống, chống trước ngực Nghiêu Hữu Đạo, cúi người, quỳ xuống thở hồng hộc trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đầy vẻ khó tin. Bốn kẻ bịt mặt vây xung quanh cũng khó tin nhìn sang, thậm chí nghi ngờ cảnh trước mặt có phải nhìn nhầm không. Sát thủ chú ý tình hình bên này đều sửng ra, đầu lĩnh đây sao? Đám quản phương nhi lúc nào cũng lo cho an nguy của Nghiêu Hữu Đạo, cũng giật nảy cả mình, cái này. Khốn kiếp, còn không mau tới giúp một tay. Quản Phương Nhi hai kiếm liều mạng chống đỡ với kẻ ngự khi kiếm mắng to, vừa mừng vừa sợ, phát hiện mình lo lắng uổng công, hóa ra tên khốn kia lại thâm tàng bất lộ. Sao có thể đợi đến lúc Nhiêu Hữu Đạo đến giúp đỡ, bốn sát thủ vây quanh Nhiêu Hữu Đạo đã ra tay. ầm, um, Nhiêu Hữu Đạo một cước đá bay kẻ trước mặt, kịch chiến với bốn sát thủ. Nhưng thực lực sát thủ hiểu nguyệt các quá cường hãn, trong nháy mắt đám Nhiêu Hữu Đạo rơi vào hạ phong, thế cục nghiêng về một bên. Quản Phương Nhi bị phi kiếm vây công, khó mà thoát thân, người ta công kích cự ly xa, bà ta chỉ có thiên kiếm phù không thể nào phát huy được uy lực, uy lực của thiên kiếm phù bị phóng ra uổng phí thì phải làm sao? Như hiểu đạo không phải thâm tàng bất lộ gì, tranh lệch tu vi và thực lực bày ra ở đó, bốn tên thích khách vây công tốc độ tiến thối hắn không thể so sánh được, căn bản không đả thương được người ta. Cũng may phản ứng cự ly gần của hắn nhanh, bốn tên thích khách uy lực có cường đại thì hắn cũng có thể chống đỡ được, trong lúc nhất thời bốn tên thích khác liên thủ cũng khó làm gì được hắn. Hứa lão lục, lão thập tam và viên cương tương đối nguy hiểm, dựa vào phù triện trên tay thỉnh thoảng giải vây vẫn còn hơi kiên trì được. Thực sự nguy hiểm là bên Trần Bá, thực lực Trần Bá dĩ nhiên cường hãn, nhưng sát thủ hiểu nguyệt các phái tới không phải ăn chay, đối mặt với 10 cao thủ vây công không cần nghĩ cũng biết. Phù triện trên tay đã sử dụng hết, đã là nỏ mạnh hết đà. chương 787, đừng tha cho bất cứ tên nào một. Mấu chốt là đối mặt với thích khách cao thủ thế này, viên phương không thể giúp được gì, chỉ có thể trang trí, ngân nhi thì chẳng có chút phản ứng gần như chỉ đứng nhìn hai người chẳng những giúp không được gì trần bá còn phải nghĩ cách bảo vệ hai quyền khó địch bốn tay huống hồ là mười cao thủ vây công keng trên người viên phương chịu thêm một kiếm bị đánh nát trên mặt đất y phục trên người có thêm nhiều vết rách khóc như sói chu ngân nhi mau ra tay hắn ta sắp khóc rồi trọng điểm bảo vệ của trần bá là ngân nhi vậy thì chắc chắn hắn ta tương đối xui xẻo mặt cặp giới đào bị người ta đánh bay miệng chảy máu, trên người chịu mười mấy kiếm. Hắn ta thật sự rất muốn hỏi Trần Bá mắt có mù không, nàng ta cần người bảo vệ sao? Người người cần bảo vệ là ta đây này. Thật ra những kẻ rút đao giết đến chỗ viên phương đều khá bất ngờ, lão gia hỏa này đao phương bất nhập. Viên phương lần này thật sự không nuốt trôi nữa, ôm lấy đùi Ngân Nhi không chịu buông, Ngân Nhi, người mau. Lời còn chưa dứt, ngẩng lên nhìn thì vẻ mặt cứng đờ, mái tóc bạc đang bay phấp phới. Con, một tiếng vang giòn, viên phương tận mắt nhìn thấy một bảo kiếm đang đâm tới thì cứ thế mà bị chặn lại bởi móng vuốt màu bạc sắc bén sử kiếm giả dùng sức lại không thể làm lay động chút nào vẻ mặt vô cùng khiếp sợ móng vuốt phung lên trường kiếm bắn ngược lại chui kiếm với thế xét đánh không kịp bưng tay cắm phập vào ngực của người công kích máu bắn tung tóe lên mặt viên phương viên phương quay đầu trợn mắt nhìn tên thích khách kia bị đánh bay ra ngoài thích khách có thực lực mạnh như vậy thế mà lại không chịu nổi một kích thánh la sát đúng là thánh la sát viên phương mừng rỡ gieo hò ngân nhi không thể để bọn họ biết đến sự tồn tại của ngươi mau hạ gục bọn họ đi đừng tha cho bất cứ tên nào sau một khắc sững sờ một đôi mắt lạnh lùng yêu dị lạnh lùng nhìn chân hắn ta đang bị túm sau đó a à, viên phương kêu lên thảm thiết cả người bị nhấc lên văng ra ngoài bay chỗ của một tên thích khách đang đứng thích khách kia chém một kiếm vào người viên phương nhưng hắn ta da dày thịt béo không thể chém đôi chỉ có thể khiến viên phương phụt máu ra nhưng mà vẫn không thể đánh Viên Phương bay sang hướng khác, tên thích khách đứng sờ sờ ở đó bị Viên Phương đụng trúng, lực va chạm vô cùng lớn khiến tên đó bị văng ra xa và phụt ra ngụm máu, đồng thời hai người đều ngã lăn dưới đất. Đột nhiên, Trần Bá phát hiện những tên thích khách đang bao vây tấn công đều dừng tay lại, theo bản năng quay đầu nhìn, còn chưa thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn thấy mái tóc bạc tung bay, lập tức thấy sau lưng chấn động, phụt, phun ra một ngụm máu, đồng thời cả người bắn ra ngoài bị Ngân Nhi vung tay đánh một trường vào lưng bay ra ngoài. Tất cả những người vung đao mua kiến xung quanh nàng ta đều bị đánh bay, mái tóc bạc bồng bềnh, đứng lẻ loi một mình, chỉ có những cọng cỏ bay qua. Một đám thích khách nhìn thấy nàng ta liên tiếp ném văng viên phương rồi đánh bay trần bá thì đều hết sức kinh ngạc, không biết chuyện gì đang diễn ra, tại sao ngay cả người của mình cũng đáng vậy. Dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, trong nháy mắt, Ngân Nhi đã thay đổi hình dạng. Mái tóc bạch kim giống như dòng chảy thủy ngân lay động, gương mặt dưới mái tóc bạch kim ấy thật đẹp và khuôn mặt giống như quả trứng ngỗng, cái chán, sống mũi được giáp bạc cứng cáp che phủ, trên mặt có ngân văn tà mị và kỳ dị, hai răng nanh nhọn lộ ra bên ngoài. Gió thổi mái tóc bạch kim bay lên lộ ra hai tai nhọn. Hai tay đều có móng vuốt màu bạc, hai con người lạnh lùng từ từ nhìn lướt qua, cả người tản ra khí tức yêu quái đáng sợ. Thích khách xung quanh thì ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết đây là quái vật gì. Cùng sông lên, chợt có một tên gào lên chín tên thích khách lập tức liên thủ tấn công bên trong trận gió mạnh này đất đá bay tứ tung mù mịt ngay cả cỏ dại cũng bật cả gốc cuốn vào trận gió có tên thì cả người lấn kiếm đều bị một cánh tay quét bay thân thể giống như tờ giấy bị cuốn bay ra ngoài trong đất đá mù mịt điên cuồng phun ra máu có người nửa đầu bị bẹp dí văng ra có người bị một vuốt xuyên ngực bị quăng ra có một người bị trúng vết cào ở lồng ngực có người giống như một cái đinh bị đập lún sâu xuống đất một nửa vai không còn máu bị chặn lại nên thoi thóp Móng vuốt nhạy bén và điên cuồng đã dừng lại, âm thanh đánh nhau cũng im bặt. Một người quỳ gối bên cạnh Ngân Nhi, tên đó trong tay cầm kiếm dùng sức đâm vào lưng Ngân Nhi, mặc dù đâm thủng quần áo nhưng mũi kiếm lại không găm sâu vào được thân thể, đầu của tên đó lại bị Ngân Nhi nắm trọn trong tay. Một tên khác thì lùi lại giống như gặp phải yêu ma, ánh mắt vô cùng hoảng sợ, giờ này của hắn ta chưa từng gặp qua một thứ gì kinh khủng như thế này, đột nhiên tên đó xoay người chạy. Bốp, cái đầu trong tay nổ tung, Ngân Nhi lách mình nhanh như ảo ảnh. Tên mới vừa bị bóp nát đầu còn chưa ngã hẳn xuống thì tên sát thủ bỏ trốn kia vừa bay lên thì bị đánh rơi xuống, nhìn thấy trước ngực có vết móng vuốt cao. Móng vuốt từ sau lưng đâm xuyên qua, trong nháy mắt, mấy tên sát thủ không chết thì cũng tàn phế. Xung quanh, những người đánh nhau đều dừng lại nhìn sang bên này. Như hữu đạo, quản phương nghi và viên cường còn ổn. Hứa lão lục và lão thập tam thì lại khiếp sợ, không thể tin nổi, nếu không phải yêu quái kia còn mặc quần áo của Ngân Nhi thì không thể nào tin được người đó là một nữ nhân ngây thơ. Tận mắt chứng kiến sự việc kinh khủng không thể nào tưởng tượng ra được, giết bọn cao thủ này lại giống như chém dưa thái rau, thế thì đánh như thế nào? Một đám sát thủ sợ hãi, rút lui, một tên sát thủ đang cưỡi trên một con phi cầm hô to. Bỗng nhiên, Ngân Nhi ngẩng đầu nhìn lên không trung, ánh mắt lạnh lẽo mang theo sát khí, cũng là người áo đen bịt mặt, động thủ với người của nàng ta mà còn muốn chạy sao. Tay ném cô thi thể đi, hai tay hơi dơ lên, phía sau lưng vù một tiếng sau lưng quần áo bị xuyên thủng xuất hiện đôi cánh màu bạc dưới ánh mặt trời đôi cánh tỏa ra ánh sáng màu bạc rực rỡ cánh bạc khẽ động dâng lên một trận cuồng phong cả người vù một tiếng bay lên không trung con hát ngọc điều kia vội vàng vỗ cánh những tốc độ chạy trốn cũng không bằng tốc độ của nàng ta tên thích khách đang cưỡi trên con hát ngọc điều kia lập tức nhảy khỏi con phi cầm đột nhiên ánh sáng bạc kia giống như một mũi tên ngọn chuyển hướng tạo ra một đường một vòng cung đánh chúng tên đó khiến hắn ta rơi xuống đất ầm um, mặt đất xuất hiện một cái hố ngân nhi hơi thu lại đôi cánh đứng dưới cái hố trong đó có dòng máu từ từ tràn đến chân nàng ta a à, trong hố phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết ngắn ngủi đôi cánh bạc lại tạo ra một trận cuồng phong vọt thẳng về đám thích khách hai tên che mặt phun máu văng ra ngoài nằm xuống đột nhiên viên cương hô lên sức công phá bao quanh ngân nhi đánh về chỗ ba người bọn họ hứa lão lục và lão thập tam còn tưởng rằng là người một nhà không có việc gì nhưng từ bên trong ánh mắt của ngân nhi viên cương thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng nhắc nhở một câu. Gào, một tiếng hổ gầm giống như sấm sét giữa trời quang, ba đao điên cuồng bổ về phía Ngân Nhi. Ngân Nhi lấy cánh tay chặn lại, dầm một tiếng, người trên không trung tung cánh vung lên. Viên cương phun máu văng ra xa, hứa lão lục và lão thập tam còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, cũng không để ý trước đó Trần Bá và viên phương làm sao mà bị đôi cánh lớn quét bay, người nào người nấy đều phun máu ngã dầm xuống mặt đất. Bọn thích khách chạy toán loạn, đôi cánh màu bạc kia ở trên thảo nguyên như tia chớp bạc, bay lượn xung quanh trên bầu trời, giống như diều hâu vồ gà con, không một ai có thể may mắn thoát khỏi, không một ai có thể chạy thoát, nhiều lắm thì chạy xa hơn tí tẹo mà thôi. Cánh bạc lượn một vòng trên thảo nguyên rồi quay lại, vọt thẳng về chỗ mấy người đang đứng. Chương 788, đừng tha cho bất cứ tên nào hai. Tốc độ nhanh vô cùng khiến người bị công kích cảm thấy tê cả da đầu. Con mẹ nó để ta lên, quản phương nghi kêu lên quái dị, lật tay áo chính là một tờ thiên kiếm phù phóng xuất ra cương ảnh cuồn cuộn không ngừng sức mạnh cường đại khiến nó bay lên không bà ta đã rút ra kinh nghiệm từ trận đánh trước không dám tiếp tục ra tay nữa việc này căn bản là vô dụng không thể nào chế trụ nổi người ta chỉ có thể dùng sức mạnh khổng lồ này để hộ thể mà thôi ầm um, giống như tiếng sấm sét vang dội trong không gian mặt đất sụp xuống đất cát giống như sóng sung kích cuồng bạo bay tứ tung trên không một đám phi cầm kinh sợ vỗ cánh bay cao để tránh Quản phương nghi phun ra một ngụm máu giống như một ngôi sao băng rơi xuống từ bên trong sức mạnh khổng lồ đó, dầm một cái dưới mặt đất. Sau khi hạ gục một người, đôi cánh bạc ở bên trong trận cuồng phong lớn kia lại thay đổi phương hướng, xông đến chỗ Nghiêu Hữu Đạo đang cầm kiếm. Nghiêu Hữu Đạo có hơi run rẩy, giơ kiếm trước người chuẩn bị ngăn chặn, đồng thời thi pháp, giận dữ gào lên, ngân nhi. Ngân nhi, ngân nhi, ngay cả tiếng gào thét giận dữ cũng muốn hét cho nàng ta tỉnh lại. Không còn cách nào cả, khi chạm tới yêu vương này, hắn căn bản không có sức đấu lại tốc độ phản kích của hắn trong mắt nàng ta dường như chỉ là một trò đùa trốn ư đừng nói trước kia vừa rồi không thấy sao tên nào cũng chạy nhanh hơn hắn nhưng có ai thoát được không trong cái rủi gặp cái cái may giọng nói của hắn dường như có hiệu quả tốc độ đôi cánh bạc nhanh như chấp kia đột nhiên chậm hẳn đi bắt đầu có thể nhìn rõ đôi cánh đang vỗ càng ngày càng chậm cuối cùng đứng ở trên không nhìn xuống chỗ hắn nghiêu hữu đạo ngẩng đầu nhìn kiếm cắm trên mặt đất tay không phi lên Tỏ vẻ không có ác ý, lại lần nữa dùng giọng nói bình thường gọi, "Ngân Nhi." Đôi cánh vỗ chậm dần, người hạ xuống, mũi chân chạm mặt đất. Ngân Nhi đứng trước mặt hắn thu cánh lại, có chút nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy sát khí đã không còn nữa, dường như nàng ta đang cố gắng nhớ đến cái gì đó. Nưu Hữu đạo vươn tay đến trước người nàng, thử tiến lên một bước. Ngân Nhi cả kinh, hai cánh lại hơi mở ra. Trên mặt Nưu Hữu đạo nở nụ cười, tận lực nở một nụ cười ấm áp, chậm rãi tới gần nàng ta cũng vẫy vẫy tay ra hiệu nàng ta đưa tay ra dường như nhận sự ảnh hưởng từ cảm xúc của đối phương cảm nhận được thiện ý hai cánh của ngân nhi chậm rãi thu lại thử dơ móng vuốt ra một bàn tay của con người một móng vuốt của yêu ma dưới không gian hỗn loạn trên thoải nguyên đắm chìm trong ánh mặt trời cuối cùng cũng chạm vào nhau hai tay nắm nhau như hiếu đạo đã có kinh nghiệm ứng đối nên nhanh chóng thi triển công pháp càn khôn quyết đưa công pháp vào trong người nàng ta giúp nàng ta hóa giải yêu lực cuồn cuộn sinh ra từ sự giận dữ Vẻ mặt của Ngân Nhi trở nên dịu dàng, hai mắt chậm rãi nhắm lại, khẽ nâng cằm, dường như có chút hưởng thụ. Mà vẻ ngoài của nàng ta cũng đang dần dần xuất hiện sự thay đổi, đôi cánh thu lại vào trong cơ thể, mái tóc bạc dần chuyển thành màu xàm rồi biến thành đen, móng vuốt bén nhọn cũng rút đi. Khổ, khổ, quản phương nghi từ từ bò lên khỏi đống đất đá, không giống với kinh nghiệm từ lần bị đánh đó, có cả sức mạnh của tờ thiên kiếm phù hộ thể, quả thực là bà ta đã chống đỡ được gần hết uy lực công kích. Lần này, Bà ta không bị thương nặng, chỉ là bị chấn động, trong phút chốc không kịp hồi hồn. Uy lực công kích cực lớn của Thiên kiếm phủ được bà ta dùng để phát huy ra tác dụng hộ thân phù, đây cũng được coi là lần đầu tiên. Lắc đầu, hơi tỉnh táo lại, từ trong hồ trèo ra, sau khi nhìn thấy một màn hai người phía xa xa đang đứng đối diện nhau, ho khan, quệt vết máu trên miệng. Lại quay đầu nhìn xung quanh một lát thì thấy khắp nơi hỗn loạn, ngoại trừ hai vị kia, không còn có một ai đang đứng cả, toàn bộ đều bị đánh ngã. Dường như bà ta nhớ ra cái gì đó, đột nhiên vẻ mặt khẩn trương lên, nói to, trần bá, hứa lão lục, thập lão tam. Lách mình đi, bay qua những người trang phục khác nhau đang ngã gục, tìm được trần bá đang nằm dạp trên mặt đất. Xoay gương mặt toàn máu của trần bá ra, phát hiện ông ta đã thoi thóp, bất tỉnh nhân sự, nhiều chỗ trên người đã gãy xương, lục phủ ngũ tạng bị trọng thương. Bà ta nhanh chóng lấy ra một viên thiên tế đan nhét vào miệng ông ta, thi pháp trợ kỳ luyện hóa, hỗ trợ phát huy dược tính để cứu người. Cách đó không xa vang lên tiếng hừ hừ, quản phương nghi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy viên phương đang lồm cồm bỏ dậy, từ từ ngồi thẳng, rồi lắc lắc đầu. Lão Hùng, người thế nào rồi? Quản phương nghi hô lên, viên phương vẫn còn đang đơ, nhìn bà ta, lại nhìn bốn phía hỗn loạn xung quanh. Có thể nói là hắn ta không bị thương nặng, cũng may không phải là bị đánh, mà là bị ngân nhi một cước hất ra, hơn nữa cơ thể đau thương bất nhập nên nhặt được một mạng. Ánh mắt nhìn đến chỗ nghiêu hữu đạo xa xa kia, vẻ mặt đau khổ, giọng nói nghẹn ngào nói người đừng tha cho bất cứ tên nào không có nghĩa là ngay cả chúng ta cũng đánh hết đâu nhìn hắn ta còn có tâm trạng để lại nhảy việc này quản phương nghi ngẫm lại cũng đúng hắn ta là kim vương hùng mà thân thể cường hãn không phải người nào cũng có thể so sánh được nên cũng mặc kệ hắn ta sau lưng vang lên tiếng động viên phương nhìn lại chỉ thấy một tên sát thủ đang động đang cố sức bỏ lên chính là tên bị hắn ta đụng văng ra ngoài lập tức Viên phương nhìn xung quanh, nhào sang chỗ nào đó nhặt được một thanh kiếm, rồi vọt tới. Phụt, sát thủ kia vừa chống tay ngồi dậy, lại ngã xuống, ngược tên thích khách vừa mới bị viên phương đâm một kiếm. Viên phương rút kiếm, rồi lại đâm, rồi lại rút, rồi lại đâm. Liên tục đâm mấy nhát kiếm khiến đối phương gục trên mặt đất không còn động đậy nữa, viên phương mới đâm kiếm xuống rồi đứng đó thở hồng hộc, miệng, mũi có máu tí tách chảy xuống, hình như đã bị nội thương nặng. Viên phương ngồi đơ ra ở một bên, sau khi lấy ra và nuốt một viên thuốc trị thương thì lại giơ tay ra lục tìm trên người tên thích khách kia, lấy ra các loại kim phiếu rồi nhanh chóng nhét vào trong tay áo mình. Quản phương nghi im lặng, sau khi buông trần bá ra, bà ta lại tiếp tục tìm thấy hứa lão lục và lão thập tam đều bị trọng thương và đang ở trong trạng thái hôn mê, quản phương nghi lại chữa trị cho từng người một. Cuối cùng mới tìm thấy viên cương, lần này viên cương bị thương nặng hơn so với lúc ở huyến giới, đang hôn mê mà miệng, mũi vẫn chảy ra rất nhiều máu, hai cánh tay bị biến dạng đến mức khó mà tin nổi. Phát hiện hắn ta vẫn còn hơi thở, quản phương nghi lại lấy ra một viên thiên tế đan, đang chuẩn bị cho viên cương ăn, bỗng nhiên hắn ta mở mắt nhìn bà ta. Không cần, giọng nói viên cương suy yếu nhưng vẫn còn vững vàng. Quản phương nghi không hiểu, người bị thương rất nặng. Viên cương, không cần, giúp ta bó xương về lại đúng vị trí là được. Quản phương nghi cười một tiếng, không cần thì thôi, cất linh đan đi, rồi giúp hắn ta bó xương cánh tay về đúng vị trí. Kể cả viên cương không nói, bà ta cũng sẽ làm, bằng không thì cái cánh tay biến dạng thành da như thế này chỉ dùng linh đan thì cũng không có tác dụng đâu. Lúc đồng thời nắn chỉnh hai cánh tay, hô hấp của viên cương rõ ràng trở nên rồn rập hơn, đau đến mức toát ra mồ hôi lạnh. Sau khi vận cánh tay trở lại vị trí cũ thì cả mặt viên cương toàn mồ hôi, hắn ta nhắm mắt lại, hô hấp dần dần bình ổn lại, miệng và mũi bắt đầu thở ra khó trắng, dần dần phần bụng cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống. Quản Phương Nghi cảm thấy ngạc nhiên và nghi ngờ nên quan sát một lát. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không ngồi coi chừng hắn ta mãi, bà ta đứng dậy, quay đầu lại, lách mình đến chỗ nghiêu hữu đạo bên đó, không dám đứng quá gần, giữ một khoảng cách nhất định rồi đứng nhìn. chương 789, sao có thể đói khát đến mức như vậy? Nghiêu hữu đạo quay đầu nhìn bà ta, hỏi, ngươi không sao chứ? Quản Phương Nghi nhìn chăm chú vào Ngân Nhi, vừa giận vừa sợ nói, có thể không có việc gì sao? Trên tay lão nương tổng cộng có ba tờ thiên kiếm phù, dùng mất hai tờ, lại còn toàn dùng vì nàng ta. Hơn nữa thương thế của bọn Trần Bá, nếu không phải ta có thánh dược chữa thương là thiên tế đan, mạng bọn họ chỉ sợ là không giữ được. Tốn mấy viên thiên tế đan và mấy tờ khai sơn phù những cái này ngươi tính như thế nào đây? Bà ta tính ghét tất cả lên đầu ngân nhi, như hữu đạo giơ ngón tay chỉ lên không chung, đều là ngươi. Quản phương nghi ngẩng đầu nhìn lên, bà ta ngạc nhiên, trên không có 10 con phi cầm cỡ lớn đang bay lượt, trong có ba con xích liệp biêu, đôi mắt to không khỏi chớp chớp. Nói thật dễ nghe, lát nữa còn không phải là ngươi thích xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó sao? Quản phương nghi cười khinh bỉ hai tiếng, như hiểu đạo, nhanh thu dọn đi, xem còn tên nào sống sót không, không nên để tên nào sống sót, hủy thi diệt tích. Quản phương nghi quay người quan sát bốn phía những chỗ mà Ngân Nhi vừa nãy đã hạ gục bọn thích khách, rồi xoay lại hỏi có nên vạch khăn che để nhìn mặt bọn họ để điều tra thêm về lại lịch không? Nghiêu hữu đạo vừa hóa giải yêu lực bên trong cơ thể Ngân Nhi, vừa nói, không cần phải vậy, tốc độc phản ứng của Hiểu Nguyệt Các so với chúng ta nhanh hơn, một khi đã mất liên lạc với những người này, Hiểu Nguyệt Các lập tức sẽ chặt đứt manh mối có liên quan tới bọn họ, không tra được ra manh mối gì đâu. Cũng chẳng cần mất bao nhiêu thời gian, lát nữa không liên lạc được với bên này, chắc chắn rằng Hiểu Nguyệt Các sẽ cho người đến kiểm tra, đừng lề mề nữa, làm mau. Quản Phương Nhi suy nghĩ, đúng là như thế thật, lập tức nhanh chóng lách mình đi. Sau khi thu dọn xung quanh xong, quả thực trong đó có không ít tên thích khách chưa chết, hơn phân nửa là bị đánh trọng thương. Quản Phương nghi ngộ ra một điều, chỉ cần là phản kháng hoặc động thủ thì phần lớn bị Ngân Nhi giết chết, và ngược lại nếu không ra tay thì cơ bản đều vẫn còn sống. Bà ta và Viên Cương là ngoại lệ, bà ta là vì sử dụng sức mạnh của Thiên Kiếm phù để hộ thể, còn về phần Viên Cương là do thân thể hắn ta quá biến thái rồi. Tên nào không chết theo như lời Nhiêu Hiểu Đạo nói không để lại tên nào, nên đều bị Quản Phương nghi giết hết dưới ánh chiều tà, Nhiêu Hữu Đạo buông tay ra, Ngân Nhi khôi phục hình dáng ban đầu, cũng mở hai mắt nhìn hắn, vẫn là vẻ mặt và bộ dáng ngây thơ đó, kêu lên, "Đạo Đạo." Nhiêu Hữu Đạo hỏi, người biết mình vừa làm cái gì không?" Vẻ mặt Ngân Nhi vô cùng nghi hoặc, Nhiêu Hữu Đạo chỉ vào đống bừa bộn trên thảo nguyên, Ngân Nhi nhìn theo, rồi quay lại nhìn hắn với một bộ dáng chẳng hiểu gì cả. Nhiêu Hữu Đạo bó tay rồi, không biết nên nói như thế nào với nàng ta. Bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy mấy con phi cầm bay xung quanh hợp thành đàn bay tới, lần lượt hạ xuống. Quản phương nghi nhảy xuống, xòe lòng bàn tay ra trong đó có 10 viên chỉ linh, vẻ mặt vô cùng phấn khởi giống như sắp sầu to, nghĩ không vui vẻ cũng khó. Nhưng thấy Ngân Nhi lại vui không nổi, Nghiêu Hữu Đạo nghiêng đầu nhìn mặt trời sắp lặn, giơ tay tháo áo choàng, dưới ánh mắt nghi hoặc và khó hiểu của quản phương nghi cởi áo ra, kéo một ống tay áo lên mũi người. Không ngửi thấy có mùi gì lạ thường, lại nhìn ánh tà dương một chút, rồi nhớ lại vị trí ngọc thương chạm vào quả nhiên ở vị trí cánh tay chỗ ngọc thương chạm qua thì thấy có ánh phản chiếu bóng loáng giống như là dính một ít xác làm sao vậy quản phương nghi lên tiếng hỏi ta cảm thấy kỳ quái cưỡi phi cầm làm sao có thể chặn đường chuẩn như thế thiếu chút nữa thì thuyền lật trong mương ngọc thương ở trên người ta động tay động chân lão già này thủ pháp thành thạo thế mà có thể lừa được con mắt của ta nghiêu hữu đạo thuận tay bóp mạnh một cái quần áo biến thành bột mịn bay theo gió Quản phương nghi, làm sao bây giờ? Nghiêu hữu đạo, đối phương đã biết chúng ta muốn đến vô biên các, còn chúng ta thì không thể đến đó nữa, bằng không dọc đường đi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dựa vào nàng ta thì không có hy vọng gì đâu, hắn hất cằm sang chỗ ngân nhi, quản phương nghi gật đầu, vô cùng tán thành, tất nhiên vị yêu vương này rất lợi hại, nhưng mà lúc nào phát tác thì lại không biết rõ, lúc nàng ta phát tác thì so với sát thủ kẻ địch phái tới còn đáng sợ hơn, không phân biệt bên địch hay bên ta, đều đánh hết. Sát thủ chỉ ít còn có thể chống lại được một ít, đối mặt với vị này thì chẳng có cách nào chống lại đâu. Bà ta cũng không có nhiều thiên kiếm phù để bảo vệ mạng mình như vậy, huống hồ cũng không chắc vị này có dừng tay sau một kích không, nhớ đầu nàng ta lại đánh thêm kích nữa thì thiên kiếm phù cũng chẳng bảo vệ được bà ta, cho nên thật sự là không thể trông cậy vào vị này. Dường như, Ngân Nhi không biết mọi người đang nói về mình, nàng ta cúi đầu thỉnh thoảng kéo y phục của mình, ngón tay móc vào lỗ rách trên quần áo của mình có vẻ như chẳng hiểu tại sao quần áo mình lại như thế. không đi vô biên các thì đi đâu? đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. như hữu đạo, trước tiên để bọn họ tìm một nơi ẩn núp, chúng ta về kinh một chuyến, tìm lão già ngọc thương tính món nợ này. hai mắt quản phương nghi chừng lớn, quay lại tề kinh. Người điên rồi, như hữu đạo điên. Người yên tâm, không điên đâu. trước đó còn chưa dám chắc chắn, vẫn còn muốn tìm một nơi an ổn dừng chân trước rồi tiếp tục phụng bồi. bây giờ đã xác nhận vậy thì trở mặt luôn đi đến mà không trả lễ thì không hay viên phương đang làm gì ánh mắt theo dõi động tác không lưu loát của viên phương đang chạy tới chạy lui trên thảo nguyên quản phương nghi quay đầu nhìn hắn ta nói chuyện hủy thi diệt tích hãy để cho hắn làm hắn ta nói mình là người xuất gia muốn siêu độ cho người chết siêu độ nghiêu hữu đạo nghi ngờ người xuất gia lừa ai đây hắn ta mà có lòng tốt này ư quản phương nghi cười gược giống như là tìm kiếm tài vật trên thi thể thì đúng hơn bị thương thành như thế mà vẫn có tâm trạng để ý tới những thứ này, vì thế không quản vất vả, không thèm để ý mình đang bị trọng thương, xem như ta phục hắn luôn rồi. Bình thường ta cũng không cắt xén tiền của hắn ta, cũng không không thấy hắn ta tiêu tiền vào chỗ nào, sao có thể đói khát đến mức như vậy. Ha ha, thôi được rồi, như hữu đạo bất đắc dĩ lắc đầu, bên này sau đó nhanh chóng hành động, mấy người trọng thương thu được phi cầm, dù sao phi cầm nhiều, ba người còn có thể thi pháp điều khiển, chăm sóc sau khi rời khỏi chỗ này thì đi tìm một sơn cốc bí mật để ẩn thân mấy người cũng đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài mấy con kim xí sí trong lồng mà lão thập tam đeo bên người đã bị một cánh của ngân nhi đập thành đống thịt muối tất cả đều chết hết rồi lại phải một lần nữa tạo dựng lại phương thức liên lạc sau khi sắp xếp cẩn thận cho mấy người kia xong thì để viên phương ở lại trông coi chiếu cố những người khác viên phương lập tức cảm nhận được trách nhiệm to lớn đạo ra các ngươi đi đâu nghiêu hữu đạo không cần hỏi cũng không cần đoán chiếu cố tốt bọn họ là được. Viên Phương hơi sợ hãi nói: Đạo gia, người và Hồng Nương đi. Nơi này toàn người bị thương, một mình ta chỉ sợ chăm sóc không tốt. Ngộ nhỡ người hiểu Nguyệt các lại đuổi theo, ta không đánh lại đâu. Như Hữu Đạo đã chặt đứt manh mối để bọn họ đuổi theo rồi, chắc là sẽ không tìm thấy mọi người đâu. Nếu như thật sự bị phát hiện, không cần đánh trả cũng không phải phản kháng, cứ để bọn họ bắt, không bao lâu bọn họ sẽ phải thả thôi. Viên Phương nghi ngờ không thôi. Như Hữu Đạo không nói nhiều nữa ở trong màn đêm cùng hồng nương điều khiển một con phi cầm rời đi. Mây đen bao phủ trên bầu trời tề kinh, mưa rơi giả dích. Đã là nửa đêm về sáng, trong rừng trúc của Phú phương viên, trong đình một con điệp nguyệt đậu trên xà đang phát sáng, Ngọc Thương đứng ở trong đình chắp tay sau lưng, lặng lặng đứng im hồi lâu, nhìn mái hiên có nước mưa rơi xuống lộp độp, tâm trạng ông ta giống như thời tiết này. mươi 790, không nên lừa dối ngày một. Từ trong mưa phùn độc cô tĩnh lách mình đến, còn chưa mở miệng, ngọc thương đã hỏi trước vẫn không có tin tức gì sao độc cô tính hai bên đã giảo thủ tại chỗ mai phục đã sắp xếp cho người đi kiểm tra đã tìm được chỗ đánh nhau ngọc thương quay lại ta hỏi kết quả như thế nào vẻ mặt độc cô tính hơi nghiêm nghị không biết kết quả như thế nào nghiêu hiếu đạo cũng đã phát hiện trên người hắn đã bị động tay động chân bao giờ manh mối truy tìm đã mất người bên vô biên các cũng không thấy có dấu hiệu tiếp tục đi của nghiêu hiếu đạo nhân thủ chúng ta bố trí mai phục cũng không thấy đâu tất cả đều không liên lạc được có khả năng là tình huống xấu rồi ngọc thương vội hỏi tất cả đều không liên lạc được ngay cả một tí tin tức truyền về cũng không có độc cô tĩnh lắc đầu không có hoàn toàn đã mất liên lạc ngọc thương kinh hãi không có khả năng thực lực của sát thủ như thế ngay như cả ta tự mình ra tay đánh với mấy sát thủ cũng không thể nào chống lại hết được hình như tình huống không đúng lắm bằng với thực lực của nhóm người này làm sao có thể ngay cả một tên chạy thoát cũng không có vậy cũng không thể là vị trí tôn nào ra tay đâu, tuyệt đối không có khả năng này. Độc cô tính do dự nói, sư phó, lòng người ác độc thường đáng sợ hơn so với tu vi, như tặc xảo trá, có thể đoán được kế hoạch của chúng ta, bố trí cạm bẫy mà chúng ta không hay biết, khả năng cao là người của chúng ta đã sập bẫy của hắn. Yên tĩnh, sư đồ hai người im lặng đứng đối diện nhau, chỉ có tiếng mưa rơi bên ngoài. Trong một căn lầu, vài ngọn đèn chiếu sáng cả căn phòng. Thiệu Bình ba múa bút trước bàn sách, Thỉnh thoảng lại bụng tay ho khan, ho xong lại viết tiếp. Thiệu Tam Tỉnh đi tới đổi trà nóng cho y. Hắn ta đưa mắt nhìn vật trên bàn, một hàng tiêu đề bất ngờ đập vào mắt, tấn đồ thiên hạ sách. Một, một tấn đồ thiên hạ sách, sách viết về chuyện nhà tấn ngưu đồ thiên hạ. Hắn ta lại nhìn Thiệu Bình ba thỉnh thoảng ho khan, sự lo lắng lộ rõ trên gương mặt. Hắn ta hiểu rõ tình trạng sức khỏe của đại công tử. Vị này bệnh cũ không dứt, cần phải an tâm tĩnh dưỡng, không thể hao tổn tinh thần quá độ lúc ở bắc châu còn có pháp sư đi theo hỗ trợ điều trị lại có linh đan bồi bổ nên bệnh tình không có vấn đề gì nghiêm trọng nhưng sau khi rời khỏi bắc châu không có điều kiện như vậy nhất là sau khi vừa tới nơi này hắn ta nhìn hai sợi tóc bạc của đại công tử dưới ngọn đèn lại nghe tiếng ho khan thỉnh thoảng vang lên khiến người ta lo lắng vậy mà y vẫn tận tâm tận sức hắn ta không đành lòng bèn cất lời khuyên nhủ thưa đại công tử thân thể mới quan trọng người vừa tới đây không cần lo nghĩ gấp gáp như vậy đâu người nghỉ ngơi một lát đi thiệu bình ba lại dừng bút ho khan hai tiếng lắc đầu nói thời gian không chờ người ở bên này chúng ta không hề có bất kỳ chỗ đứng nào mà bên này cũng chưa chắc an toàn tin chúng ta tới đây không giấu được bao lâu còn kéo dài nữa sẽ khiến người ta đâm chọc ngày mai trước khi trời sáng nhất định phải dâng tấu lên thái thúc hùng phải nhanh chóng để thái thúc hùng đọc được thái thúc hùng là đương kim hoàng đế của tấn quốc thiệu tam tỉnh muốn nói lại thôi nếu không phải bản thân tin tưởng đại công tử thì hắn ta thực sự muốn hỏi y rằng thái thúc hùng không phải là kẻ tầm thường có thể dễ dàng bị dụ dỗ thực sự một bản tấu trương có thể đổi lấy chỗ đứng ở tấn quốc ư dưới ngọn đèn thiệu bình ba lại ho khan một trận hắn sắp xếp mạch suy nghĩ rồi lại tiếp tục cúi đầu múa bút trời đã sáng mưa phùn cả đêm không ngừng trời đất mịt mờ mưa phùn răng mắc khắp đô thành rộng lớn của tề quốc trước cổng thành dân chúng người đến kẻ đi ngựa xe ra vào như hữu đạo đã dịch dung hắn đeo kiếm sau lưng, một mình từ ngoài thành đi tới, trên tay cầm một cái ô làm bằng giấy dầu, bước đi không nhanh không chậm, thong thả ung dung. Hắn không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, còn có vài phần ý vị thanh nhã. Bên ngoài thành, đường xá ngấm mưa phùn trở nên lầy lội, ngược lại những son đường lát đá trong thành lại được cọ rửa sạch sẽ. Dưới mái hiên một cửa tiệm trong thành, quản phương nghi với gương mặt đã dịch dung đang trú mưa và chờ nghiêu hứa đạo đến. Bà ta vào thành trước, Bà ta đã liên lạc với gián điệp của Ngũ Lương Sơn nơi này, sai người ta đi theo giúp Ngưu Hữu Đạo chăm sóc phi cầm, cũng muốn để Ngũ Lương Sơn nhanh chóng liên lạc với thành viên các nơi giúp Ngưu Hữu Đạo xây dựng lại các mối quan hệ với các nơi một lần nữa. Tin tức từ Đại Thiện Sơn bên kia rất quan trọng, Ngưu Hữu Đạo phải nắm rõ tiến độ kế hoạch bên Bắc Châu một cách nhanh nhất, để phòng có biến. Một khi có biến hắn cũng phải đưa ra giải pháp ứng phó một cách nhanh nhất. Không thể không nói, lúc trong tay không có quá nhiều tiền mà nghiêu hữu đạo đã đầu tư một khoản tiền lớn để xây dựng mạng lưới tình báo điều này đã chứng minh nghiêu hữu đạo có khả năng nhìn xa trông rộng số tiền đầu tư hàng năm phát huy hiệu quả lớn nhất tại thời điểm này giúp nghiêu hữu đạo có thể nhanh chóng liên lạc với các nơi có ngũ lương sơn ủng hộ nguồn tài chính dồi dào nên nghiêu hữu đạo cũng nhẹ nhõm hơn tìm đường sống trong chỗ chết môn phái tranh lợi đã thay đổi toàn diện tính chất của nó thấy nghiêu hữu đạo bước tới trong màn mưa quản phương nghi liền bật chiếc ô bằng giấy dầu đi tới rồi bước song song với hắn nhỏ giọng báo cáo đã sắp xếp xong xuôi nửa canh giờ nữa sẽ đưa đến nghiêu hữu đạo ừ một tiếng quản phương nghi hỏi đi đâu nghiêu hữu đạo tới là biết quản phương nghi rốt cuộc là ngươi muốn làm gì chỉ có hai người chúng ta ta rất sợ đấy người biết không hả nghiêu hữu đạo tới rồi tự nhiên sẽ biết đồ xấu xa quản phương nghi hận ngứa răng khẽ chửi tục một câu phù phương viên, một ông lão giản dị che ô, sách hai bọc vải đi tới cổng phù phương viên, hết nhìn đông lại nhìn tây. Trước cổng lập tức xuất hiện một gã đàn ông, hỏi, làm gì đó? Ông lão khẽ nhấc bao vải, có người bảo ta tặng món quà này cho Ngọc Thương tiên sinh. Gã đàn ông nhíu mày hỏi, ai đưa? Ông lão quay đầu, giọng nói đầy kinh ngạc, vừa rồi vẫn còn đi theo sau ta cơ mà. Gã đàn ông bước ra khỏi cổng, nhìn về phía đầu đường mà ông lão vừa nhìn qua, chỉ thấy người qua kẻ lại mà không thấy có gì bất thường gã xoay người, đưa cho ta. Ông lão vâng vâng dạ dạ, đưa mấy thứ kia cho gã. Lúc giao nhận, gã bắt lấy cổ tay ông lão, sau khi thi pháp điều tra thì phát hiện xác thực lão ta không phải là người tu chân mà chỉ là người bình thường. Gã buông tay, nhận lấy bao vải rồi khoát tay bảo ông lão đi. Gã cũng biết là người giật dây phía sau có ý muốn che giấu thân phận, như vậy thì điều tra ông lão này sẽ không tra được gì. Gã cầm bao vải đi vào phù phương viên rồi rẽ vào trong một ngôi đình gã mở bao vải ra kiểm tra không phải cái gì cũng có thể giao tới tay ngọc thương tiên sinh đặc biệt là những thứ không có lai lịch rõ ràng thì nhất định phải kiểm tra thật kỹ bao vải mở ra bên trong có một cái hộp được quét sơn gã cẩn thận mở hộp ra đề phòng bên trong có cơ quan hộp được mở ra an toàn không có cơ quan nhưng bên trong lại có một thứ đầy bất ngờ là một cái đầu người còn có một phong thư gã nhíu mày cầm phong thư lại nhấc cái đầu người lên nhìn thử sau đó hắn cực kỳ hoảng sợ lập tức sách theo nó, nhanh chóng rời đi. Bên ngoài hoàng cung, Nhiều Hữu Đạo Tre Ô đứng đó, chờ người đi vào báo tin. Quản Phương Nghi trốn ở một góc phía xa nhìn hắn, không biết hắn chạy về hoàng cung là có ý gì, lẽ nào muốn nhờ triều đình Tề quốc tiêu diệt giúp hay sao? Triều đình Tề quốc sao có thể làm loại chuyện này? Có một số bằng chứng bản thân biết chắc chắn nhưng với người ngoài lại là thứ không đáng tin cậy. Người nói những sát thủ kia là người của Ngọc Thương thì chính là người của Ngọc Thương sao? Chương 791, không nên lừa dối ngài hai. Ngọc Thương có thân phận gì, triều quốc sao có thể làm càn được, và lại, làm như vậy chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình ư. Sự tình liên quan trọng đại, Tây Quốc có thể thả ngươi đi chắc. Lợi hại thế nào không phải là ngươi không biết, Quản Phương Nghi cảm thấy như hiểu đạo không thể nào ngu ngốc như vậy, cho nên bà ta mới không rõ bên trong hồ lô của hắn có bán thuốc gì. Từ trong hoàng cung có hai thị vệ đi ra rồi dẫn nhiều hữu đạo vào trong bên trong lại có một tên thái giám tiếp đón dẫn như hữu đạo tới chỗ mà hắn đã tới lần trước trong phòng bài trí đơn giản là nơi nghỉ chân của các thị vệ trong cung hắn đợi trong phòng không bao lâu thì có thấy tiếng bước chân truyền đến bộ tầm xuất hiện bước vào trong lần này bộ tầm tới thật nhanh bởi vì ông ta thấy kỳ lạ như hữu đạo mới rời đi chưa lâu sao đã quay trở lại sao lại chạy tới đây làm gì nhỉ ngươi sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ lẽ nào thiệu bình ba vẫn còn trốn ở trong thành Bộ tầm vừa thấy hắn đã hỏi ngay, như hữu đạo nhướng cầm về phía những người đứng sau ông ta. Bộ cầm phẩy tay, một đoàn tùy tùng lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, như hữu đạo cười ha hả thiệu bình ba. Hắn đã chạy từ lâu rồi, ta khuyên ngài đừng có nuôi hy vọng có thể bắt được hắn nữa. Bộ tầm bước sang bên cạnh, nghiêm chỉnh ngồi xuống ghế, hai tay đặt trên đầu gối, nói, ngươi không có chuyện gì thì sẽ không tới tìm ta. Nói đi, ngươi lại muốn lợi dụng ta làm chuyện gì. Nghiêu hiếu đạo cũng bước sang bên cạnh, ngồi xuống, lợi dụng ư. Lời này khó nghe qua quá, trong tề kinh, hai, này, ta dám lợi dụng ngài cũng không dám lợi dụng ngài đâu. Hai tề kinh, kinh thành tề quốc, bộ tâm, đừng vòng vo nữa, ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cả hoàng cung này đều trở thành nhà của ngươi rồi. Cứ nói thẳng mục đích ngươi đến đây đi, ta có thể nể mặt ngươi vài phần mà xem xét. Ngôi nhà lớn như vậy ta không có phúc hưởng đâu, thuốc nhuộm cũng khỏi cần, ta đâu có mở phường nhuộm. Ba, Nghiêu Hữu Đạo cười ha hả, rồi đột nhiên thu lại vẻ tươi cười, giọng nói trầm xuống, đại tổng quản ơi, ta sai rồi. Ba, câu gốc bộ tầm nói cho ngươi vài phần thuốc nhuộm nghĩa bóng là nể mặt ngươi vài phần, Nghiêu Hữu Đạo cố ý nói từ thuốc nhuộm theo nghĩa đen. Bộ tầm sừng sốt, tức thì cười hờn trách, mới sáng ra đã chạy tới, vừa gặp mặt đã nhận sai, thật không giống ngươi nha. Ngươi làm sai cái gì rồi, có ý gì đây? Nghiêu Hữu Đạo, ta không nên lừa dối ngài. Bộ tầm khóe miệng giật giật, đối phương thành thật như vậy khiến ông ta không dám tin tưởng, bỗng dưng có cảm giác trồn chúc tết gà khiến lòng bất an, nhưng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi, lừa dối ta chuyện gì. Nghiêu hiểu đạo, thật ra hai bài thơ đó là do ta viết. Bộ tầm nghẹn lời, hỏi, người viết hay không thì có liên quan gì? Chẳng phải là ngươi đã cự tuyệt ngọc thương tiên sinh rồi sao? Sao vậy, lẽ nào ngươi thật sự muốn làm thầy dạy các hoàng tử hoàng tôn ư? Nhiêu hữu đạo, nếu ngài muốn để ta dạy các hoàng tử, hoàng tôn mà không sợ ta dạy sai thì ta cũng không có ý kiến. Đại tổng quản à, ý của ta là trên đường ta đã cẩn thận suy nghĩ một hồi thì thấy ngọc thương tiên sinh đức cao vọng trọng, hắn có thể coi trọng ta là cho ta thể diện, có thể nhân cơ hội này để kết giao. Nói trắng ra là ta đã hối hận, ta bằng lòng làm thầy dạy cho cháu trai của ngọc thương tiên sinh. Bộ tầm giờ khóc giờ cười, người lật lọng như vậy có ổn không? Thế này chẳng phải đã chứng tỏ là trước đây ngươi lừa gạt hắn hay sao? Còn nữa, ngươi muốn làm thì cứ làm đi, cũng chẳng phải ngươi không biết Phù Phương viện, tự ngươi đi mà tìm. Ngươi còn quen thuộc Phù Phương viện hơn ta ấy nhỉ? Ngươi chạy vào cung tìm ta làm gì? Thật sự cho rằng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà tán dóc với ngươi hử? Ngưu Hữu Đạo, ngài thật sự không có ý kiến ư? Bộ Tầm cảm thấy kỳ lạ, chuyện của ngươi cơ mà, ta có thể có ý kiến gì? Ngưu Hữu Đạo, vậy thì tốt, đại tổng quản, ta đi đây, đã làm phiền ngài rồi, mong ngài lượng thứ cáo từ hắn nói xong thì đứng dậy chắp tay chào rồi rời đi khoan đã bộ tầm vẫy tay gọi hắn lại sau đó đứng dậy nghi ngờ hỏi người đến tìm ta chỉ muốn nói với ta chuyện này thôi à sao ta lại cảm thấy có gì đó sai sai nhỉ ngư hữu đạo gượng cười chẳng phải là ta sợ ngọc thương tiên sinh hiểu nhầm ngài hay sao hiểu lầm ta hiểu lầm ta cái gì bộ tầm kinh ngạc ngư hữu đạo giải thích ngài nghĩ mà xem bởi vì lần trước ngài có mặt nên ta mới không đồng ý có phải không lần này ngài không có mặt mà ta lại đồng ý như vậy có phải là rất dễ khiến người ta hiểu lầm hay không bộ tầm câm nín không nói lên lời đã hiểu ý tứ trong câu nói của hắn ý là chuyện này sẽ khiến ngọc thương hiểu lầm ông ta hoặc là hoàng cung bên này gây khó dễ cho ông ta từ bên trong ngẫm lại dường như thực sự có chuyện như vậy để cho tên nhãi này bỏ chạy một mình thì có một số việc không nói không tốt sẽ không được rõ ràng không lâu sau một chiếc xe ngựa xuất cung có mấy hộ vệ mặc thường phục đi theo bộ tâm suốt cung muốn cùng nghiêu hữu đạo tới phủ phương viên một chuyến. Ngồi trên xe ngựa lắc la lắc lư, bộ tầm cảm thấy hơi buồn bực, thỉnh thoảng lại ngó nhìn nghiêu hữu đạo. Sao ông ta lại cảm thấy mình đường đường là đại tổng quản trong hoàng cung tế quốc thế mà lại trở thành tên hầu chạy vặt cho kẻ khác nhỉ? Cách cổng cung không xa, nghiêu hữu đạo lại nói, dừng một lát. Bộ tầm tức giận nói, có phải ngươi quá nhiều chuyện rồi không? Vẫn còn một người nữa. Nghiêu hữu đạo giải thích một tiếng rồi vén màn che, với tay với quản phương nghi ở đằng xa. Quản phương nghi đi tới, bị ngăn cản rồi mới được lên xe ngựa. Thấy Bộ Tầm đang ngồi đó, bà ta lập tức cẩn thận ngồi sang một bên. Quản phương nghi đã ở Tề Kinh nhiều năm nên tất nhiên biết là Bộ Tầm có quyền lực cỡ nào, nói là ở Tề Kinh ông ta dưới một người trên vạn người cũng không ngoa. Trong tiềm thức, bà ta rất sợ dâm uy của Bộ Tầm. Đều là người mình cả, không có gì phải che che giấu giấu đâu, tháo ra đi. như Hữu đạo tỏ ý bảo quản phương nghi tháo mặt nạ ra bộ tầm khẽ hít một hơi lạnh tựa như đang nói là ai là người một nhà với ngươi nhưng sau khi ánh mắt chạm đến dung mạo thật của quản phương nghi dưới lớp mặt nạ đã lột ra thì khóe miệng lại kiềm xuống giọng điệu quái đản nói ôi chao hai vị thật đúng là song túc song phi bốn như hình với bóng nha bốn song túc song phi chỉ cặp đôi yêu đương thắm thiết không chia không lìa như chim liền cánh như cây liền cành trong phù phương viên kim xí năm liên tục bay ra bay vào năm kim xí hay còn gọi là garuda là một loài chim thần trong Ấn Độ giáo và ảnh hưởng sang Phật giáo. Trong Ấn Độ giáo, Garuda là một con vật cưới của thần Vishnu, nó được biểu hình bằng một con chim săn mồi có đầu người, với ba mắt và mỏ đại bàng. Trong ngôi đình giữa rừng trúc, Ngọc Thương lúc thì đứng lên đi qua đi lại, lúc thì ngồi im không nói. Ông ta đã chờ đợi suốt cả một đêm, một mực chờ tin tức. Độc cô tính cầm một chiếc hộp từ bên ngoài rừng trúc lách mình tiến vào, đáp thẳng xuống bên ngoài đình rồi bước nhanh vào trong, sư phụ. Ngọc Thương nhìn chiếc hộp trong tay gã, nhìn gã mở hộp ra ngay trước mắt mình, để lộ ra một cái đầu người. Ông ta liếc xéo đổ đệ, không biết gã có ý gì. Độc cô tính sắc mặt nặng nề, lấy đầu người ra, để lộ ra khuôn mặt chính diện của cái đầu. Con người Ngọc Thương đột nhiên co rút, nghẹn ngào nói, vọng ngữ. Đây là đầu của tên sát thủ bị Nghiêu Hữu Đạo giết. Y là người trong hiểu nguyệt các, tên là vọng ngữ, có rất ít người biết tên thật của Y. Độc cô tính bỏ cái đầu trở lại hộp, rồi lấy từ trong tay áo ra ra một phong thư dâng lên, lúc nãy bên ngoài có một ông lão nói là có người sai lão đưa tới ạ. mươi 792, bây giờ tại hạ lại muốn nhận. Ngọc Thương nhận thư, lấy lá thư ra khỏi phong bì rồi mở ra đọc, chỉ thấy mặt trên viết vẻn vẹn vài chữ, vốn ta gửi lòng nơi trăng tỏ, nhưng sao trăng lại chiếu rạch nào. Ông ta lật qua lật lại phong bì và lá thư xem thử thì thấy mặt trên vẫn chưa ký tên. Độc cô tính, có lẽ là nghiêu hữu đạo gửi tới. Khuôn mặt Ngọc Thương căng cứng, đăm đăm nhìn kỹ hai hàng chữ này, giữa hai hàng chữ mơ hồ tỏ ý là người ép buộc ta. Doạt, Ngọc Thương siết chặt lá thư trong tay, giọng nói nặng nề, tăng cường phòng thủ phù phương viên, chuẩn bị chu đáo cho việc rút lui. Vâng, đọc cô tính vừa đáp lời thì đột nhiên bên ngoài xuất hiện một người, y đứng giữa màn mưa phùn ngoài đình, chắp tay nói, bẩm sư phụ, bộ tầm và nghiêu hữu đạo tới. Hai thầy trò trong đình cùng giật mình, Ngọc Thương vội hỏi, bộ tầm dẫn theo bao nhiêu người. Đệ tử bên ngoài, không nhiều lắm, có sáu kẻ hộ tống và một cỗ xe ngựa đơn giản nhẹ nhàng. Hai thầy trò trong đình đưa mắt nhìn nhau, Ngọc Thương lại mở lá thư trong tay ra đọc, cao mày đi qua đi lại không ngừng, trần chờ lẩm bẩm một câu, gặp hay không gặp đây. Độc cô tĩnh nói, bẩm sư phụ, không gặp hắn chẳng phải là chứng tỏ chúng ta đang trột dạ sao. Bộ tầm đích thân đến, lúc này không thể trốn tránh được, trốn tránh sẽ chứng thực thân phận của chúng ta, nhiều hữu đạo cũng không có chứng cứ chứng minh kẻ phái người đi giết hắn là người của chúng ta. Nói có lý, ngọc thương dừng bước gật đầu rồi chỉ tay phân phó cho người kiểm tra khu vực xung quanh nếu bộ tầm thật sự có ý định làm khó dễ thì ông ta không chỉ dẫn theo mấy người đó đâu vâng độc cô tính nhận lệnh nhận lấy bức thư trong tay ngọc thương đồng thời ôm cái hộp kia rời đi ngọc thương lấy lại khí thế ánh mắt lạnh lùng ngay sau đó lại thu liếm khí thế sải bước ra khỏi đình đi đón khách trên hành lang trong viện bộ tầm khoác tấm áo choàng gấm bên trong là y phục thái giám Cả Nưu Hữu Đạo và quản phương Nghi đều đứng trong hiên đình tránh mưa, trên người không tránh khỏi dính vài hạt mưa lúc xuống xe. Mấy tên thị vệ tản ra đứng xung quanh, trở lại chốn này, mắt thấy cảnh vật quen thuộc, trong lòng quản phương Nghi vô cùng xúc động. Đây chính là ngôi nhà mà bà ta đã sinh sống trong suốt mấy chục năm qua. Ngọc Thương xuất hiện ở một đầu khúc rẽ hành lang, ông ta sải bước đi tới, chắp tay mỉm cười chào hỏi từ xa, "Chào đại tổng quản." Ánh mắt không khỏi liếc về phía Nưu Hữu Đạo bên cạnh. Bộ tầm khom người đáp lễ, chào Ngọc Thương tiên sinh, ta lại quấy dày ngài, vô cùng xin lỗi. Như hữu đạo cười híp mắt nhìn chằm chằm người đang tới, cũng chắp tay chào. Đại Tổng Quản quá lời rồi, nếu không phải là sợ quấy dày Đại Tổng Quản thì lão phu ước gì ngày nào cũng có thể mời Đại Tổng Quản tới đây. Ngọc Thương mỉm cười khách sáo một câu, lại gật đầu với Nhiêu Hiếu Đạo, sau đó ánh mắt rơi trên người Quản Phương nghi, thấy vị trí bà ta đang đứng không giống hộ vệ nên hỏi, vị này là. Bộ tầm nở nụ cười, là chủ nhân ban đầu của viện này, hồng nương đại tiếng tăm lừng lẫy của tề kinh. Ồ, Ngọc Thương cười ha hả, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu, lão phu có thể có một nơi dừng chân lịch sự tao nhã như vậy ở tề kinh là nhờ danh tiếng của hồng nương đó. Trong lòng quản phương nghi cảnh giác và căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn khẽ mỉm cười, khom người, bái kiến Ngọc Thương tiên sinh. Tân khách khách sáo một phen, Ngọc Thương đích thân dẫn đường đi vào trong lầu các. Tân khách ngồi xuống, quản phương nghi cam chịu đứng phía sau nghiêu hữu đạo, với thân phân phận tôi tớ, bà ta không có chỗ ngồi. Ngọc Thương cũng không có ý chủ động hỏi chuyện, lại cố tình nói chuyện trên trời dưới bể. Cuối cùng bộ tầm bưng chén trà, liếc nhìn Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu Hữu Đạo đón ánh mắt ấy, cười híp mắt nói vào chủ đề chính, Ngọc Thương tiên sinh có thể dẫn lệnh biệt hai tới đây để tại hạ gặp mặt một lát hay không? Hai, lệnh biệt, cháu trai của đối phương, cách gọi tỏ ý tôn trọng. Ngọc Thương lập tức á khẩu không nói lên lời, trong lòng cực kỳ căng thẳng. Ý thức được điều gì đó, ông ta hỏi không phải là lão đệ không muốn nhận đồ đệ sao ngưu hữu đạo bây giờ tại hạ lại muốn nhận ách à, bộ tầm đang thưởng thức trà suýt chút nữa là ông ta phun hết nước trà trong miệng ra ngoài ông ta phải ép mình chặn lại mới không bị lúng túng hơi giật mình nhìn ngưu hữu đạo cảm thấy vị này nói chuyện thật đúng là không khách khí chút nào nói chuyện như vậy có phải là quá trực tiếp rồi không ngọc thương mặt mày xa sầm giả vờ mất hứng lão đệ à người xem lão phu là cái gì vậy muốn thì muốn không muốn thì không muốn ngươi xem thường lão phu phải không? Nghiêu hiểu đạo, thực không dám giấu giếm, những lời tại hạ nói lần trước chỉ là những lời thoái thác, thật ra tại hạ khá am hiểu về thơ ca. Chẳng qua là nhận đồ đệ không phải là việc nhỏ, nhẹ thì dậy không đến nơi đến chốn, dậy hư đệ tử, nặng thì đồ đệ phẩm hạnh có vấn đề, làm tổn hại gia phong của sư phụ. Hẳn là lúc Ngọc Thương Tiên sinh nhận đồ đệ sẽ không nhắm mắt thu nhận nếu không biết rõ các đồ đệ ấy có hoàn cảnh như thế nào. Tuy là tại hạ còn trẻ nhưng tấm lòng giảng dạy cũng giống tiên sinh, đều là thiện ý, tuyệt đối không bất kính. Tiên sinh có đồ đệ ở khắp thiên hạ, tấm lòng này tiên sinh có thể hiểu, không đến mức trách tội. Lần trước sau khi rời khỏi phù phương viên, tại hạ tiện thể hỏi thăm phẩm hạnh của lệnh điệt, kết quả phát hiện ra lệnh điệt thông minh lanh lợi, chăm chỉ hiếu học, phẩm hạnh tốt, tại hạ cảm thấy rất yên tâm. Nếu bỏ qua đồ đệ như vậy, tại hạ chắc chắn sẽ tiếc nuối suốt đời. Lần này tại hạ chủ động mặt dày mày mày dạn tới nhận đồ đệ, mong tiên sinh thành toàn gương mặt ngọc thương hơi căng cứng điên cuồng mắng chửi trong lòng thông minh lanh lợi chăm chỉ hiếu học phẩm hạnh tốt cái quái gì cháu trai của ta căn bản ít tiếp xúc với bên ngoài người nghe ngóng mấy chuyện quái quỷ này ở đâu rõ ràng là người có ý xấu trong lòng nói hưu nói vượt nhưng mà những lời người ta nói cũng có lý ông ta không phản bác được quản phương nghi chớp mắt dường như đã đoán được ý đồ của ngưu hữu đạo nhưng lại thấy khó hiểu bộ tầm cục mắt không lên tiếng trong lòng cũng lẩm bẩm một hồi Tên nhãi này đúng là miệng lưới trơn chu, rõ ràng là bản thân đã nghĩ thông suốt nên muốn đổi ý, lại muốn hối lỗi bám lấy Ngọc Thương thiết lập mối quan hệ này. Mà hắn nói chuyện trôi chảy thật đấy, nếu không phải là trước đó đã được nghe chân tướng thì ông ta cũng suýt chút nữa là tin rồi. Ngọc Thương nhìn bộ tầm, từ tốn hỏi, đại tổng quản thấy thế nào? Bộ tầm buông chén trà, cười lên ha hả, chuyện người tình ta nguyện mà, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Hai vị cứ cự tự nhiên, người tình ta nguyện không có bất kỳ ý kiến gì, vậy ngươi lại chạy tới đây làm chi ánh mắt ngọc thương lóe lên trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ xoay chuyển cuối cùng chậm gì gì nói như vậy rất tốt nghiêu hữu đạo vậy làm phiền tiên sinh mời lệnh biệt tới đây gặp mặt việc này ta cần báo cho đệ muội ba đã xin phép được đi thông báo trước một tiếng ngọc thương đứng lên ba đệ muội em dâu nghiêu hữu đạo mỉm cười xin cứ tự nhiên bộ tầm đợi ngọc thương đi xa mới thản nhiên nói có mối quan hệ này với ngọc thương tiên sinh sau này ngươi lăn lộn bên ngoài cũng dễ dàng hơn chúc mừng ngươi nghiêu hữu đạo khoát tay áo khách khí nói để muội của ngọc thương tiên sinh vẫn chưa đồng ý mà dù sao cũng là nhi tử nhà người ta có đồng ý hay không vẫn phải xem thái độ của mẫu thân bây giờ nói lời chúc mừng vẫn hơi sớm bộ tầm diếu cợt một tiếng lời phản ứng với hắn việc này rõ ràng là ngọc thương tiên sinh có thể tự quyết định bằng không trước đây sao có thể mở lời với hoàng đế Giả sử ông ta không tự quyết định được mà vẫn nói ra, thậm chí còn dùng giáo sự đài để tìm người khắp cả nước thì chẳng phải là đang đùa giỡn bệ hạ hay sao? Ngọc Thương Tiên Sinh đã đồng ý thì tất nhiên sẽ không có vấn đề. chương 793, Tấn Đồ Thiên Hạ sách 1 Chờ đợi một hồi Ngọc Thương mới trở về, ông ta còn dẫn theo hai người. Một người là phụ nhân xinh đẹp mặc váy dài rực rỡ nổi bật, đeo ngọc bội len keng, nhan sắc tuyệt trần hiếm thấy. Một người khác là chàng trai khoảng 15-16 tuổi, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, hơi có vẻ câu nệ. Thấy vậy, không chỉ như hiếu đạo mà ngay cả bộ tầm cũng đứng lên, có thể đoán được phụ thân kia là em dâu của Ngọc Thương, sao có thể vô lễ được. Vị này chính là bộ tầm, đại nội tổng quản tề quốc, còn vị này là như Hữu đạo có tài thơ ca tuyệt vời. Ngọc Thương không giới thiệu quản phương Nhi, trung quy vẫn là do danh tiếng của quản phương Nhi không thích hợp để qua lại với nữ nhân nhà lành. Ông ta lại quay đầu giới thiệu hai mẫu tử kia với đám người như hữu đạo, phụ nhân tên là Trang Hồng, chàng trai tên là Hạ Lệnh Bái. Kiêng kỵ nguyên nhân nào đó nên Ngọc Thương rất không tình nguyện để Trang Hồng xuất đầu lộ diện, nhưng cũng chẳng có cách nào, nhị tử bái sư thì người làm mẫu thân sao có thể không đi ra cảm tạ được. Hai bên chào hỏi khách khí một phen, mời bộ tầm làm nhân chứng, tiếp đó mẫu tử Hạ Thị đóng tiền học, rồi Hạ Lệnh Bái bái nghiêu hữu đạo làm sư phụ. Sau đó nghiêu hữu đạo công bố quy định giảng dạy trước mặt mọi người, yêu cầu hạ lệnh bái ở bên chăm sóc hắn ba ngày, muốn dẫn hạ lệnh bái đi đương nhiên Ngọc Thương không thể để hắn dễ dàng dẫn người đi. Người dạy đồ đệ có quy củ như vậy, người khác cũng không tiện nói cái gì. Người yêu cầu đệ tử nhập môn phải chăm sóc thầy ba ngày cũng không tính là quá đáng, bởi vì đồ đệ chăm sóc sư phụ là đạo lý hiển nhiên. Thế nhưng người đâu cần phải dẫn người đi, phù phương viên cũng chẳng thiếu sân viện, ở đây là được rồi. Nhưng Nhiêu Hữu Đạo lại nói là trong ba ngày này phải kính trọng thầy, trong mắt đồ đệ chỉ có thể có sư phụ, không thể bị người thân trong nhà quấy dày, đây là môn quy, chỉ cần môn quy không quá vớ vẩn thì hắn muốn nói môn quy thế nào chính là thế đó. Hắn ngoảnh đầu hỏi bộ tầm có thể cho hắn nhờ một quán trọ để hạ lệnh bái chuyển đến, tu thân dưỡng tính trong ba ngày này hay không? Loại chuyện này bộ tầm không thể nhỏ mọn nói không được, chỉ cần bên này không có ý kiến thì đây chỉ là chuyện nhỏ, cũng là chuyện một câu nói là xong mà thôi. Trong tình huống hai bên cứ âm thầm đọ sức như vậy, như hữu đạo gần như là cưỡng ép dẫn hạ lệnh bái đi. Ngọc Thương muốn phái hộ vệ đi theo nhưng Nhiêu Hiếu Đạo từ chối, nói là hắn tự có giáo điều, bảo bên này đừng quấy dày, bày ra dáng vẻ việc dạy học thế nào sư phụ tự có tính toán. Cứ như vậy phù phương viên bên này trơ mắt nhìn như hữu đạo dẫn người đi. Đợi tới khi những người bên cạnh lui cả, đột cô tĩnh hơi nóng nảy, sư phụ, lúc này tà tâm khó lường, sao người có thể đồng ý cho công tử làm đồ đệ của hắn hạ? Gương mặt ngọc thương co giật, con tưởng bộ tầm nhàn rỗi không có chuyện gì làm, có thể vì chuyện lật lọng này mà chạy đến đây hai chuyên ư hẳn là tên trộm đã để lộ điều gì đó nên bộ tầm phải đến xem xét. Lúc này tên trộm không ở đây, bộ tầm ở bên cạnh chìn chằm chằm, còn bảo ta làm sao cả vú lấp miệng em nói lời từ chối được đây. Độ cô tính bóp cổ tay, vội nói, vậy cũng không nên để hắn dẫn công tử đi. Ngọc Thương nghiến răng nghiến lợi nói, lẽ nào con muốn ta tranh chấp với hắn vì chuyện hắn bịa ra cái quy định dành cho đệ tử rất hợp tình hợp lý kia hay sao, rồi bộ tầm sẽ thấy thế nào? Bộ tầm có thể nắm giữ giáo sự đài, ông ta có thể là người ngu ư. Ông ta sao có thể không nhìn ra mánh khóe, tên nhãi này mặt dày mày dạn, có chỗ dựa nên chẳng sợ gì, hắn nói vậy là muốn đâm thủng cho bộ tầm xem, ta căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi sự việc được xác thực sẽ kinh động đến cao thủ ba môn phái lớn tới tiếu trừ, chúng ta đừng hòng nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này. Nói không chừng bây giờ đã bị theo dõi rồi, biết rõ là có vấn đề nhưng lại không dám tranh chấp với nhiều hữu đạo, lúc nãy suýt chút nữa là ông ta đã ngột ngạt đến nội thương luôn. Độc cô tính dậm chân nói, nếu công tử có sơ suất gì thì sư phụ ăn nói với những lão thần kia thế nào đây? Ngọc thương ngửa mặt lên trời thở dài, thằng danh kia quả nhiên khó chơi, ta thật hối hận khi xưa không nên ngăn cản tô chiếu ra tay. Điều hối hận hơn chính là trước đây đã nói chuyện bái sư, lại còn gây nên oanh động như vậy khiến những lời đã nói ra không thể thu lại, bây giờ đúng là tự bê đá đập vào chân mình mà. Lúc đến phù phương viên có một cỗ xe ngựa, lúc rời đi lại có hai cỗ. Phù phương viên phái xe ngựa hộ tống hạ lệnh bái, trong cỗ xe ngựa đi trước, bộ tầm ngồi thẳng lưng nhìn quản phương nghi đang ngồi bên phải, rồi lại nhìn như hữu đạo ngồi bên trái, đột nhiên không lạnh không nhạt lên tiếng hỏi, người muốn làm gì? Như hữu đạo quay đầu, làm như kinh ngạc hỏi, sao cơ? Bộ tầm chậm rãi nhắm mắt, không nói nữa, hai cỗ xe ngựa đi thẳng tới quán trọ, dừng trước cửa lớn. Chỉ chốc lát sau quan viên phụ trách nơi này đã bước nhanh tới, bộ tầm ngồi trên xe vén mảnh che cửa sổ ra rồi lạnh nhạt dặn dò vài câu quan viên kia liên tục đáp ứng sau đó đích thân đón nghiêu hữu đạo quản phương nghi và hạ lệnh bái đi vào lại tự mình thu xếp cho bọn họ hạ lệnh bái nhìn đông nhìn tây suốt dọc đường bộ dáng tò mò lại có vài phần thấp thỏm gã hiếm khi tiếp xúc với người ngoài vẫn luôn được đám người ngọc thương chăm sóc đại khái là chưa từng rời khỏi đám người của phù phương viên bên kia lại càng chưa từng đơn độc rời đi gã còn thỉnh thoảng nhìn lén vị sư phụ mà mình vừa bái nhận đang đi phía trước cảm thấy sư phụ trẻ quá bộ tầm ngồi sau cửa sổ đưa mắt nhìn theo rồi từ từ buông tay màn xe dần che khuất ánh mắt sâu thẳm bên trong sau khi bên trong khách viện được thu xếp xong xuôi một mình như hữu đạo cầm kiếm đứng dưới mái hiên mưa đã tạch bầu trời dần quang đáng mái hiên vẫn còn vài giọt nước nhỏ xuống tí tách một lát sau quảng phương nhi đi tới kề sát vai hắn hạ thấp giọng nói đã điều tra ra không phải tu sĩ Nghiêu hữu đạo liên lạc với người của ngũ lương sơn gặp bọn hầu tử trả lại những phi cầm không dùng được hiện tại quản phương nghi đã hiểu lý do hắn muốn trở lại coi như bà ta phục vị này luôn hắn đúng là có nhiều thủ đoạn còn có thể đùa bỡn như thế lá gan đúng là không nhỏ đâu dù vậy bà ta vẫn lo lắng không thôi nhận đứa đồ đệ này có tác dụng không có thể lợi dụng hắn để uy hiếp ngọc thương sao như hữu đạo ngọc thương mang theo cặp cô nhi quả phụ này nhiều năm trước đây ngươi cho là nghĩa khí bây người biết thân phận của Ngọc Thương rồi, lẽ nào ngươi còn cho là nghĩa khí ư? Thân phận của những người này là bí mật, với những người không liên quan bọn họ có thể tránh thì sẽ tránh, không có khả mang theo hai gánh nặng vô dụng bên người, nhìn thế nào cũng thấy khả nghi. Phổ thân của đồ đệ ta không nổi danh, người như vậy lại có thể trở thành huynh đệ kết nghĩa của Ngọc Thương, e à không đơn giản đâu. Nghe những lời này, Quản Phương Nhi ngẫm nghĩ cũng cảm thấy hơi khả nghi, hỏi, người cảm thấy có thể là ai? Như hiểu đạo, ta biết sao được, ta cũng chẳng phải thần tiên biết bói toán. Nhưng cứ chờ mà xem, nếu không quan trọng thì bọn họ sẽ chờ hết ba ngày, nếu cực quỳ quan trọng với bọn họ thì bọn họ sẽ không cho ta đủ thời gian để thực hiện mưu kế đâu, khả năng lớn là hôm nay bọn họ sẽ tới tìm ta. Quản phương nghi lo lắng, nếu hiểu nguyệt các muốn cứng rắn thì e là phòng thủ của khách viện không ngăn được đám người hiểu nguyệt các. Các người đơn độc ở đây, người không sợ nguy hiểm sao? Nghiêu hữu đạo, người cho là bộ tầm ngồi không à? Ban đầu ông ta không rõ, nhưng về sau, nếu như ông ta vẫn chưa phát hiện ra điều bất thường thì có thể làm người nắm giữ giáo sự đài được chắc. Còn có thể giúp đỡ Hạo Vân đổ bước lên ngai vàng trong gió tanh mưa máu của cuộc tranh quyền đoạt vị năm ấy được sao? Ta diếu võ dương oai với Ngọc Thương ở phù phương viên để cho ông ta nhìn mà, nếu như ông ta còn không nghi ngờ mục đích ta nhận đồ đệ lần nữa, nếu như ông ta vẫn còn tin những lời ta nói lúc trước thì mới lạ đó. Có lẽ xung quanh chỗ này đã bố trí đầy cơ sở ngầm của bộ tầm rồi, e là Ngọc Thương cũng đã bị ông ta theo dõi. Ngươi bảo hiểu nguyệt các làm bừa thử coi. chương 794, tấn đồ thiên hạ sách 2. Quản phương nghi bỗng nhiên hiểu ra, bàn cờ này nhìn như đơn giản, nhưng thực ra bên trong lại tinh vi, trong ngoài lẫn lộn khiến bên này nhìn có vẻ như đang lâm vào tình thế nguy hiểm nhưng thật ra sóng gió khó xâm. Bà ta không nhịn được mà khinh bỉ, ngươi, cái người này thật quá đen tối. Mắng thì mắng vậy thôi chứ thực ra trong lòng bà ta hiểu rõ, đây là điển hình cho việc tìm đường sống từ chỗ chết, người bình thường tránh mạo hiểm còn không kịp, nào dám chủ động chui vào nguy hiểm. Giờ cho kiểu này không chỉ cần đến thủ đoạn mà còn phải có đủ dũng khí bình tĩnh và tỉnh táo để khống chế mới được. Hiểu rõ rồi thì bà ta cũng yên lòng, ngẫm lại thì thấy rằng nếu không đi một bước này, nếu như hữu đạo nói trước với bà ta thì phỏng chừng đã dọa bà ta một trận đấy. Loại chuyện này một khi không cẩn thận sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay, quả thực là liều mạng, bà ta không làm nổi, muốn phản đối mạnh mẽ. Hoàng cung tấn quốc ít có vẻ lộng lẫy, màu sắc đa phần là màu đen. Trong nội điện, một nam nhân trung niên có hàng lông mày dài chạm đến tóc mai và có hàm dâu quai nón đang đứng trước bản đồ, mặc y phục màu đen, thân hình vạm vỡ, cặp mắt hổ trầm trầm vào bản đồ lóe lên tia sáng. Người này chính là Thái Thúc Hùng Hoàng đế Tấn Quốc, một tên thái giám cầm một tờ giấy đứng phía sau ông ta, giọng đọc the thé. Thương kiến bá của Yến Quốc đã chết, lòng quân không yên, hỗn loạn không ngừng, triều đình dần suy yếu, chỉ đợi ngày quân nhược thần cường một là đến lúc đại loạn. Yến Hoàng vô năng, dung túng gian thần, nhi kỵ thần tử có năng lực, đã hết đường cứu vãn. Vì vậy bốn nước đều đang đợi làm thịt sơn dương, không đáng lo ngại. Ở về quốc, quân thượng ngu ngốc, ăn chơi vô độ, sĩ phu nhàn hạ, bàng quan đứng nhìn. Mặc dù triệu quốc giàu có nhưng thực tế chỉ là vỏ ngoài, sẽ không chịu nổi một kích. Tề hoàng là vị vua kiệt xuất nhưng đã già rồi, các hoàng tử đều đang dục dịch, cất giấu dã tâm soán vị, biến cố không xa. Một quân nhược thần cường, quyền lực của vua suy yếu, còn quyền lực của triều thần lại mạnh bệ hạ muốn mưu cầu thiên hạ về quốc chính là kho lương thực không thể không thu vào tay càn quét bốn nước phía đông ngựa tốt của tề quốc không thể thiếu muốn mưu đồ thiên hạ trước tiên phải lấy được kho lương thực để no bụng một bầu trời không thể có hai mặt trời người không thể thờ hai chủ về vấn đề kho lương thực huyền vi tấn kê ti thần hai đây chính là mỹ cơ sắc đẹp việt trần được dân tặng để mê hoặc vệ quân là cơ hội tốt để ly gián tỷ đệ vệ quân chắc chắn có thể gây loạn sau một lần hành động về vấn đề kỵ binh có thể sai người có năng lực đi trước để thúc đẩy dã tâm của các hoàng tử. Một khi thời cơ chín muồi, hai nước đều hỗn loạn, đại quân của bệ hạ có thể đến thẳng kho lương thực. Hạo Vân Đồ muốn diệt bên ngoài thì trước hết phải ổn định bên trong, sẽ không rảnh để ý tới vệ quốc, vì vậy vệ quốc hành động dễ như trở bàn tay. Nội bộ bốn nước phía đông bất hòa, không thể vội vàng tiến đánh phía tây, tề quốc một cây trống chẳng vững nhà, khó ngăn được quân đội của bệ hạ, bệ hạ có thể thừa cơ nhất cổ tác khí 3 mà càn quét hai tấn kê ti thần, nghĩa đen là gà mái gáy vào sáng sớm giống như gà trống, ý nói gà mái mà đi báo sáng. Nghĩa bóng là việc của đàn ông mà phụ nữ làm thay. Ba, nhất cổ tác khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, hàm ý khi bắt đầu chiến đấu, tinh thần binh sĩ rất hăng hái. Ba nước nối thành một mảnh, Đông Bắc có sa mạc gian nan, Đông Nam có cao nguyên hiểm trở, chỉ cần phái đại quân chặn ở đường chính, lợi dụng địa thế nguy hiểm để phòng thủ, chiếm được thiên thời địa lợi thì bốn nước có muốn xâm phạm cũng hữu tâm vô lực chiếm được kho lương thực và kỵ binh là có đủ lương thực và binh lính tinh nhuệ, chỉ cần nghỉ ngơi và đợi chấn chỉnh lại nội bộ khoảng 2, 3 năm là đại quân có thể tìm cơ hội tốt để tiến đánh phía đông. Thái Thúc Hùng nhìn chằm chằm vào bản đồ không chớp mắt, bỗng nhiên xoay người giật lấy bản tấu trong tay thái giám. Thái giám im bặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thái Thúc Hùng hai tay cầm bản tấu đi qua đi lại, cúi đầu đọc kỹ sách lược được viết trên đó. Thái Thúc Hùng càng đọc càng hưng phấn cảm thấy nó không phải là lý luận suông ba hoa khoác lác mà rất có tầm nhìn sâu rộng và có tính khả thi. Ông ta không kiềm được mà lẩm bẩm, hay cho một quyển tấn đồ thiên hạ sách, hèn chi có thể dùng một châu mà chống lại Hàn Quốc ở phía Bắc, chế ngự Yến Quốc ở phía Nam, quả đúng là người phi phàm. Sau một lúc lâu, Thái Thúc Hùng đột nhiên ngẩng đầu, nhét tấu trương trên tay vào tay áo, hô to, mở cửa, cô vương đích thân đến đón hắn. Thái giám hoảng sợ, tiến lên khuyên can, tên thiệu bình ba này danh tiếng không tốt, mong bệ hạ nghĩ lại. Cho dù hắn là sói thì cô vương cũng là mãnh hổ, có gì đáng sợ đâu? Người có thể giúp cô vương hoàn thành bán nghiệp, sao cô vương có thể làm như không thấy? Mở cửa, giọng nói của Thái Thúc Hùng chấn động cả đại điện. Khoảng nửa canh giờ sau, một đám người hộ tống chủ tớ Thiệu Bình ba tới cổng chính hoàng cung sừng sững. Ầm, um, cổng hoàng cung mở ra hai bên cho đế vương ra ngoài, Thái Thúc Hùng mặc áo khoác màu đen, bước đi như rồng bay hổ bước, theo sau là một đám hộ vệ. Bên ngoài cổng cung Thái Thúc Hùng và Thiệu Bình Ba mặt đối mặt đứng chung một chỗ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thiệu Bình Ba không người, chắp tay thi lễ, Thiệu Bình Ba tham kiến bệ hạ. Thái Thúc Hùng quan sát nam tử chưa già nhưng tóc đã điểm bạc này, đích thân chia tay đỡ ông ta, cô Vương và ngươi vừa gặp mà như đã quen từ lâu, không cần đa lễ. Ông ta vừa dứt lời đã túm lấy cổ tay Thiệu Bình Ba rồi xoay người, kéo Thiệu Bình Ba vào cung. Thiệu Bình Ba hoảng hốt, dẫy vài lần nhưng Thái Thúc Hùng vẫn bước nhanh về phía trước, không chịu buông tay. Thiệu Bình Ba vùng vẫy vài lần nên huyết khí không thông, ho khan không ngừng. Thái Thúc Hùng ngoảnh đầu nhìn lại, dừng bước, đưa tay cởi áo choàng của mình ra rồi khoác áo choàng lên vai Thiệu Bình Ba trước mặt mọi người. Đối xử nồng hậu như vậy khiến Thiệu Bình Ba thụ sủng nhược kinh, liên tục từ chối, bệ hạ, không được. Cô Vương nói được là được, lời của cô Vương ngươi có nghe không? Dưới sự kiên trì của Thái Thúc Hùng, Thiệu Bình Ba thịnh tình không thể từ chối. Khoác áo choàng của hoàng đế tấn quốc lại được hoàng đế tấn quốc nắm tay dẫn vào cung, dưới con mắt của mọi người, có thể nói là nở mày nở mặt, khiến Thiệu Bình ba kẻ gần đây như chó chết chủ, mệt mỏi chạy trốn vô cùng cảm động, viền mắt cũng đỏ hoe. Thiệu Tam Tỉnh đi theo phía sau không nhịn được phải đưa tay lau nước mắt, chỉ có hắn ta rõ nhất trên con đường này công tử đã dốc cạn tâm huyết, gặp biết bao khó khăn. Ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng cũng có thành quả. Trong phù Phương Viên, Ngọc Thương đứng trên lầu các nhìn bóng dáng xinh đẹp thướt tha cứ đi đi lại lại không ngừng bên hồ nước. Bao nhiêu năm nay chưa từng có chuyện con trai đột nhiên rời đi, chuyện này khiến người làm mẫu thân là Trang Hồng cảm thấy không yên lòng. Độc cô tính lên lầu, hạ thấp giọng bẩm báo, "Bẩm sư phụ, đã phái người điều tra kỹ càng. Quán trọ kia không dễ tiếp cận, có không ít người trong tối, có người nhận ra trong số bọn họ có đệ tử của ba môn phái lớn. Có khả năng là có bẫy, muốn cưỡng chế hành động sợ là không được." gương mặt ngọc thương co rút xem ra bộ tầm đúng là dấu tâm tư mà đến chúng ta bên này rất có thể đã bị hắn theo dõi bộ tầm thay trời hành sự quyền thế ngập trời ba môn phái lớn cũng phải nể ông ta vài phần thế lực mà ông ta có thể điều động cực kỳ lớn mạnh trốn kinh thành này căn bản không ai có thể trở thành đối thủ của ông ta bảo người dưới làm việc cẩn thận không được xảy ra sơ sót có lẽ bộ tầm không có chứng cứ nếu không thì ông ta cũng sẽ không lặng lẽ như vậy chỉ cần chúng ta không loạn thì ông ta không dám làm bậy với ta đâu. chương 795, tại hạ không định thả người. Vâng, độc cô tĩnh đáp, bây giờ phải làm thế nào hả? Công tử đang ở trong tay hắn, tính mạng có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào. Nếu công tử gặp chuyện không may thì hậu quả khó mà lường được, đối mặt với những lão thần kia, chúng ta không có cách nào ăn nói. Ngọc Thương hít sâu một hơi, ta đích thân tới gặp hắn. Không lâu sau, mấy người cưỡi ngựa hộ tống một cỗ xe ngựa ra khỏi phù phương viên chạy thẳng tới đồng phương viên cũng chính là khách viện khách viện được lấy tên đồng phương viên bởi vì tên này có ý nghĩa là đối xử bình đẳng với khách với danh tiếng của ngọc thương tiên sinh sau khi chào hỏi ông ta muốn vào phù phương viên không có bất kỳ trở ngại nào ngựa và xe ngựa cùng đi vào đồng phương viên có sai dịch đi trước một bước tới chào hỏi như hữu đạo sau khi thưởng cho sai dịch rồi đuổi gã đi như hữu đạo cười với quản phương nhi bên cạnh người xem đi người ta không chờ nổi xem ra khả năng phán đoán của ta cũng không tệ lắm còn để ta bắt được một con cá lớn đấy tuy nhiên quản phương nghi lại thận trọng nói đừng vui mừng quá sớm cẩn thận người ta cứng rắn đấy nghiêu hữu đạo bật cười ha hả người đừng ra mặt đi trông chừng tên đồ đề kia của ta đi nếu ngọc thương làm bậy thì ngươi lập tức bắt con tin ngược lại ta muốn xem ông ta có dám kinh động bộ tầm đến phân xử hay không hắn nói xong nhưng không thấy quản phương nghi đáp lại nghiêu hữu đạo không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy quản phương nghi nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Hắn ngạc nhiên hỏi, người nhìn ta như vậy làm chi? Quản phương nghi thở dài nói, tại sao ta cứ cảm thấy bây giờ ngươi chơi càng ngày càng lớn nhỉ? Ngươi không nhận thấy những ân ân oán oán này càng lún càng sâu ư? Ta vẫn có thể quay đầu lại ư? Nói những lời này chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Ta đã chẳng thể quay đầu, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Như hiểu đạo lắc đầu, lại khẽ mỉm cười trêu chọc, nói đi cũng phải nói lại, chơi càng lớn thì càng kiếm được nhiều tiền điều này không hợp ý ngươi sao ta cảm thấy tiền càng nhiều thì ta càng sợ có mạng kiếm nhưng không có mạng tiêu quản phương nghi buông lời khinh bỉ rồi xoay người rời đi khách đã đến nhưng nghiêu hữu đạo không ra tiếp đón mà cứ ngồi trong đình nhóm lò đất nhỏ để pha trà đám người ngọc thương tới cửa tiến vào không được mà không tiến vào cũng không xong bất kể có ân oán gì ngoài sáng dù gì ông ta cũng là danh sĩ lễ tiết tối thiểu vẫn phải làm ra vẻ một chút cho thiên hạ nhìn ở đây, mời vào. Ngưu Hữu Đạo trong đình hơi khựng lại, từ sau tán cây ló đầu ra, vẫy vẫy tay. Lúc này Ngọc Thương mới dẫn vài người tiến vào, ông ta và Độc Cô Tĩnh đi vào đình. Những người còn lại tản ra xung quanh, đã được dặn dò là có chuyện quan trọng cần bàn bạc ở nơi này, không được cho ai tới gần. Ngọc Thương ngồi đối diện, nhìn Ngưu Hữu Đạo đang cầm một que sắt gẩy than, hừ lạnh nói, người thật có nhã hứng. Ngưu Hữu Đạo bật cười, tại hạ vừa đun, nước vẫn chưa sôi, tiên sinh chờ một lát nhé. Ngọc Thương nhìn xung quanh, cháu của lão phu đâu? Ngưu Hữu Đạo, đương nhiên là đao kề cổ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngọc Thương, đây là đạo làm thầy của ngươi. Ngưu Hữu Đạo, tại hạ vốn gửi lòng nơi trăng tỏ, chỉ sợ trăng đã chiếu rạch nào. Tại hạ vẫn cẩn thận thì tốt hơn, ngồi xuống mới có thể bình tĩnh hòa nhã nói chuyện được, thất lễ. Nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận đầu người và lá thư kia là do ai gửi tới. Gương mặt Ngọc Thương căng cứng, thả người ra, lão phu có thể không truy cứu những chuyện trước kia, coi như chưa từng xảy ra. Nói miệng không có bằng chứng, người muốn lấy cái gì đảm bảo đều có thể thương lượng. Những thứ có thể để tiên sinh thương lượng ta đã có đủ trong tay rồi, không cần những thứ khác để đảm bảo. Nếu tiên sinh thật sự có thành ý, vậy đồ đệ này để ta dẫn đi là xong. Như hiểu đạo, người đừng có mà không biết tốt xấu, quyết tuyệt như vậy cũng chẳng có lợi với người đâu. Nếu người thực sự chọc giận lão phu, người biết thực lực của chúng ta rồi đấy, cho dù có ai chống lưng cho ngươi thì ngươi cũng đừng mong được sống yên ổn. Ta có thể khiến cho cấp dưới của ngươi từng người từng người một phải rơi đài. Ngọc Thương Tiên Sinh, tại hạ không nói đùa đâu. Tại hạ đã thoát thân, lại còn có thể trở về tìm Tiên Sinh, điều này chứng minh cho thành ý của tại hạ. Tại hạ là người thích kết bạn và thích bàn chuyện hợp tác. Nếu Tiên Sinh thật lòng thỏa hiệp không truy cứu thì chúng ta cũng không ngại biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Tại hạ không ngại nói thẳng là một Nam Châu không thỏa mãn được giá tâm của tại hạ. Tại hạ cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa. Tại Hạ cảm thấy cực kỳ hứng thú với thực lực của Hiểu Nguyệt Các, đây chính là mục đích Tại Hạ trở lại tìm tiên sinh. Lẽ nào tiên sinh thực sự cho rằng Tại Hạ chỉ trở lại để nhận một đồ đệ thôi sao? Trong mắt tiên sinh Tại Hạ không đến mức hành động theo cảm tính như vậy đâu nhỉ? Sau khi biết thân phận của tiên sinh, dựa trên đủ loại hành động của tiên sinh trong quá khứ, dường như Hiểu Nguyệt Các không muốn núp trong bóng tối cả đời. Hiểu Nguyệt Các có hứng thú với thế lực Bắc Châu, lẽ nào lại không có hứng thú với thế lực Nam Châu của Tại Hạ ư? Ánh mắt Ngọc Thương lóe lên, hư lạnh nói, Nam Châu trở thành của ngươi từ khi nào vậy? Ngươi trước hết vẫn nên nghĩ xem phải ứng phó với Thiên Ngọc Môn như thế nào đi. Như Hữu đạo lắc đầu, Thiên Ngọc Môn không đáng nhắc đến, vài ngày nữa ta sẽ đá bọn họ ra khỏi Nam Châu. Trong lòng Ngọc Thương cảm thấy kinh ngạc không thôi, người đang nói đùa đấy à? Nước trà bên cạnh vừa sôi, Như Hữu đạo sách ấm, không nhanh không chậm rót hai chén trà, chẳng thèm quan tâm là đối phương có uống hay không hắn cũng đẩy một chén qua phía đối phương, loại chuyện này không cần giải thích, hiện tại tại hạ cũng không tiện nhiều lời, tiên sinh cứ chống mắt mà xem. Hắn không nói thì Ngọc Thương cũng không nói lời vô ích, ngoài miệng ngươi nói chuyện hợp tác nhưng lại giam giữ người của ta, như vậy cũng tính là hợp tác ư. Nghiêu hiếu đạo thổi trà nóng, không giam giữ người thì chúng ta không thể ngồi cùng một chỗ, Ngọc Thương tiên sinh cũng sẽ không hạ thấp thân phận mà rong dài cùng ta. Bất kỳ việc gì cũng phải có cơ sở hợp tác, đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa, Lão Phu chỉ hỏi ngươi một câu thôi, phải làm sao người mới đồng ý thả người. Tại hạ không định thả người, Người, ta nhất định phải dẫn đi. Ngọc Thương giận tím mặt, độc cô tĩnh bên cạnh cũng nổi giận đùng đùng. Ngưu Hữu Đạo lập tức xua tay, ý bảo hai người họ bình tĩnh đừng nóng nảy, đương nhiên tại hạ thật lòng muốn hợp tác. Ngọc Thương nổi giận, người giam giữ người của lão phu mà còn nói với lão phu là người thật lòng à? Ngưu Hữu Đạo, tiên sinh nghĩ rằng tại hạ thích giam giữ người của tiên sinh ư? Hiểu Nguyệt các các người chẳng phải thứ tốt đẹp gì, danh tiếng của các người ra sao các người còn không biết sao. Không bao lâu nữa chuyện tại hạ nhận đồ đệ sẽ ẩm ý đến mức mọi người đều biết, lợi hại trong đó không cần tại hạ nhắc nhở đâu nhỉ. Đây chính là cơ sở hợp tác, nếu chỉ vì giết hắn thì tại hạ không cần trở lại đâu. Nếu bây giờ thả hắn ra thì các người sẽ không chịu để yên, giành lại con tin từ trong tay tại hạ. Vì vậy tại hạ hạ không thể thả người lúc này, còn sau này ấy à, mọi người đã thật sự hợp tác với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau, tiên sinh cảm thấy lúc ấy ta hạ còn phải giam giữ hắn không? Ngọc Thương cau mày im lặng, đột nhiên hỏi, bộ tầm biết được bao nhiêu? Như hiểu đạo, ông ta có thể biết được bao nhiêu còn phải xem tiên sinh sẵn lòng cho ông ta biết bao nhiêu. Nếu tiên sinh bằng lòng vạch trần sự việc thì tại hạ cũng không ý kiến. Trong hoàng cung, bộ tầm đứng dưới mái hiên bên ngoài ngự thư phòng, hạo vân đồ xử lý chuyện triều chính ở bên trong. Bộ phương tới, bước lên bậc thang, đi đến cạnh bộ tầm rồi hạ thấp giọng nói, Ngọc Thương tới đồng phương viện gặp Nhiêu Hữu Đạo khoảng một canh giờ mới rời đi. chương 796, rất lợi hại. Bộ tầm nhìn về phía xa, hai người bọn họ làm cái quỷ gì, rõ ràng là có liên quan tới ta. Nhất định có vấn đề, tiếp tục nhìn chằm chằm cho ta. Bản thân ông ta cũng không nói rõ được vấn đề ở đâu nhưng cứ mơ hồ cảm thấy mình đã bị lợi dụng. Tuy nhiên, nay đã khác xưa, Nhiêu Hữu Đạo bây giờ đã không còn là Nhiêu Hữu Đạo lúc trước vây cánh của hắn đang dần lớn mạnh, ông ta không tiện làm bừa. Nếu là trước đây, ông ta có thể trực tiếp bắt Nghiêu Hữu Đạo lại rồi cậy miệng hắn. Còn bây giờ ông ta không thể cứng rắn bắt Nghiêu Hữu Đạo. Mâu thuẫn giữa Nam Châu, Thiên Ngọc Môn và Thương Chiêu Tông hết sức căng thẳng, nếu làm không tốt sẽ xảy ra chuyện, rút dây động rừng. Còn Ngọc Thương, ông ta càng không thể cứng rắn bắt người. Vâng, bộ phương đáp, trong thiên vi phủ, huyền vi ngồi sau bàn sách từ từ ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi cuốn sách trên bàn, dừng trên gương mặt của Khương Thạch Cơ phía đối diện, ngạc nhiên hỏi sao lại đi Tấn Quốc. Đã xác nhận Thiệu Bình Ba đang ở Tấn Quốc ư, đường nghi đã trở thành hộ vệ thiếp thân của huyền vi. Nàng đứng canh giữ bên cạnh, Khương Thạch Cơ nói, không sai được, cổng chính Hoàng Cung Tấn Quốc mở rộng, Thái Thúc Hùng đích thân suốt cung nghênh đón, tự tay cởi hoàng bào của mình khoác lên người Thiệu Bình Ba, còn cầm tay Thiệu Bình Ba vào cung. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh này, không sai được. Tấn Quốc cực kỳ hiếu chiến, nghèo kết xác, Vậy mà y lại từ chối lời mời của vệ quốc chúng ta để tới nương tựa nơi nghèo nàn đó, ha ha. Huyền Vi giận quá hóa cười, đây là đang sỉ nhục bổn cung sao? Điều thực sự khiến Huyền Vi tức giận là phán đoán trước kia của nàng ta đã được chứng thực, Thiệu Bình ba quả nhiên là không coi trọng vệ quốc. Điều khiến Hiền Vi không chịu được là Thiệu Bình ba lại lựa chọn đầu quân vào nước nghèo nhất trong 7 nước. Tấn quốc cực kỳ hiếu chiến, chỉ cần có cơ hội là bọn họ sẽ phát động chiến tranh, hao người tốn của biết bao hiền sĩ và nhân tài chỉ e tránh còn không kịp, vậy mà thiệu bình ba lại lội ngược dòng. Đây là y có mắt không tròng hay là có tầm mắt siêu phàm. Điều khiến nàng ta kinh hãi hơn chính là hành động của thái thúc hùng hàng quý hưu tôn, một tiếp đón thiệu bình ba nhiệt tình như thế, đối đãi với thiệu bình ba bằng cách thức trên mức bình thường như vậy. Một hàng quý hưu tôn, ý nói người có địa vị cao hạ thấp thân phận cao quý của bản thân để nhân nhược, chiều chuộng người khác. Nói chung về quốc vẫn tương đối kiêng kỵ tấn quốc, trong bảy nước, Tấn quốc mặc dù nghèo nàn nhưng chính trị và tôn xem ảnh một giáo thống nhất một thể, trên dưới một lòng. Khí vân tông được sáng lập bởi người của tộc Thái Thúc, trưởng giáo nhiều thế hệ cũng là người tộc Thái Thúc, luận về bối phận, tông chủ đương nhiệm cùng hàng với ông nội của Thái Thúc Hùng. Cũng không biết là do mối quan hệ máu ngủ ruột ra hay là đời sau của tộc Thái Thúc có sẵn thể chất đế giảng tu luyện mà bản thân Thái Thúc Hùng lại là tu sĩ duy nhất trong số các hoàng đế của bảy quốc gia. Bởi vì ở Tấn Quốc, chính trị và tôn giáo thống nhất một thể nên những môn phái khác bị gạt bỏ, không mang lại nhiều quyền lợi cho Tấn Quốc. Để có được nhiều lợi ích hơn nữa, Tấn Quốc không ngừng đẩy mạnh chiến tranh xâm lược nước ngoài. Tấn Quốc nghèo nhưng không có nghĩa nó là quốc gia có thực lực yếu nhất. Khí vân tông vốn giỏi luyện khí, vì vậy vũ khí của Tấn Quốc sắc bén nhất trong bảy nước. Bên cạnh có nước láng giềng dã tâm bừng bừng như vậy, vệ quốc và tề quốc cũng thật đau đầu. Người không đuổi người ta đi được, mà người cũng không rời đi được, vậy nên vệ quốc và Tấn Quốc phải nhiều lần hợp tác để chấn áp mới có thể kiềm chế Tấn Quốc. Vậy mà Thiệu Bình Ba lại bỏ dầu theo nghèo, Thái Thúc Hùng lại tiếp đón nồng hậu như thế khiến cho Huyền Vi có cảm giác bọn họ đang cấu kết với nhau làm việc xấu, lo sợ vô cùng. Không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng Huyền Vi sâu sắc cảm thấy phải tăng cường theo dõi phía vệ quốc. Đường Nhi hơi kinh ngạc, kinh ngạc trước sự tiếp đãi long trọng của Tấn Quốc đối với Thiệu Bình Ba, cũng kinh ngạc trước lời nói của Huyền Vi. Bây giờ nàng mới biết Huyền Vi vốn cũng có ý chiêu mộ Thiệu Bình Ba, nghĩ đến mà không khỏi âm thầm sợ hãi. Vì suýt chút nữa là bản thân rơi vào tay Thiệu Bình Ba rồi. Thượng Thanh Tông bị Thiệu Bình Ba chèn ép nhiều năm, trong tiềm thức nàng vẫn hơi sợ y. Không tới mấy ngày, bên Tấn Quốc đã truyền ra một tin tức kinh động thiên hạ. Hoàng đế Tấn Quốc sắc phong Thiệu Bình Ba thành Thứ sử Bắc Châu. Đây là một chức quan không có thật, Tấn Quốc phong quan cho địa bàn nước khác, điều này chẳng phải là đùa giỡn lưu manh sao? Nhưng hàm ý và quyết tâm trong đó lại khiến người ta phải suy ngẫm. Đương nhiên cũng bởi vì trong nội bộ Tấn Quốc thiệu bình ba có lý lịch không sâu lại không có công lao nếu bất chấp ngồi lên chức vị cao thì khó ăn nói với nội bộ vậy nên phải giữ chức quan không có thật này yến quốc và hàn quốc tức khắc hành động cả hai đều cho rằng bắc châu là của mình nên lập tức lên tiếng chỉ trích tấn quốc mặc kệ những chuyện này các người thích chỉ trích thế nào thì chỉ trích thế đó có bản lĩnh thì đến đánh ta đi yến quốc và hàn quốc không làm gì được tấn quốc nhưng có qua có lại sau đó hai nước cũng phong quan trong lãnh địa tề quốc như một trò đùa chuyện này để nói sau trong anh vương phủ hảo chân từ trong cung trở về thiệu liếu nhi ra đón y tự tay cởi áo choàng cho y thấy hảo chân dường như có tâm sự thiệu liếu nhi vắt áo choàng lên khuỷu tay thử hỏi phụ hoàng đột nhiên gọi chàng tiến cung không sao chứ có liên lạc với ca ca bên kia của nàng không hảo chân làm như thuận miệng hỏi han thiệu liếu nhi lắc đầu tạm thời chưa liên lạc dù sao cũng là huynh muội nên qua lại vẫn phải qua lại sau khi khuyên nhủ hảo chân im lặng rồi lại nói thêm, nếu không biết liên lạc thế nào thì có thể đưa thư cho sứ thần tấn quốc nhờ họ gửi dùm. Thiệu Liễu Nhi hơi sủng sốt rồi chợt hiểu ra, bình thường trưởng phu rất cẩn thận, không dám chiếm của công làm của riêng, có lẽ lần này tiến cung đã được bệ hạ bày mưu đặt kế, xem ra chuyện ca ca nương nhờ tấn quốc rất được bệ hạ coi trọng. Hai, vị huynh trưởng kia của nàng không hề tầm thường đâu, rất lợi hại đó. Sau khi ngồi xuống, Hạo Chân lại buông tiếng thở dài, bộc lộ tâm trạng một cách rõ ràng. Thiệu Liễu Nhi hơi hoảng hốt, nhớ tới lời Thiệu Bình Ba đã nói trước khi rời đi. Y nói muội cho rằng ngoại trừ nương tựa vào hạo chân thì ta thực sự không còn đường nào để đi hay sao. Một câu thành sấm, nàng ấy không ngờ là không chỉ có về quốc giúp ca ca thoát thân mà ngay cả hoàng đế tấn quốc cũng chào đón ca ca long trọng như vậy, điều này khiến trong lòng nàng ấy cảm thấy hơi thất vọng và mất mát. Hạo chân ngồi đó cúi đầu không nói, không phải là y không thất vọng và mất mát, thái thúc hùng tiếp đón vô cùng long trọng như thế khiến cho y mơ hồ cảm thấy mình đã bỏ lỡ cái gì, không khỏi so sánh lòng giả của mình và Thái Thúc Hùng. Hạ lệnh phái ra khỏi nhà ngoái đầu nhìn Trương Lão Tam theo sát phía sau không rời một bước, lại nhìn Chu Lão Bát đứng gần đó nhìn chằm chằm theo dõi, chân mày hạ lệnh phái hơi cao. Lúc trước là nữ nhân tên Hồng Nương theo dõi, giờ đổi hai người khác, hạ lệnh phái cảm giác mình như phạm nhân bị trông giữ. Hạ lệnh phái đến sân trước thấy Nghiêu Hữu Đạo và Quản Phương Nghi đứng tán gẫu trong đình viện. Mắt hạ lệnh phái sáng rực bước nhanh đến trước mặt Nghiêu Hữu Đạo, cung kính hành lễ. Tiên sinh, trong mắt Hạ Lệnh phái tràn ngập cuồng nhiệt và tôn sùng. Lão sư này không dạy cái gì cho Hạ Lệnh phái, viết mấy chục bài thơ ném cho gã bảo tự học. Ban đầu Hạ Lệnh phái không cho là đúng, cảm thấy như hữu đạo không lớn hơn mình bao nhiêu. Chờ thấy thơ từ hắn viết thì giật mình ngỡ ngàng, Hạ Lệnh phái mới hiểu vì sao bá phụ nói thơ từ của người này tuyệt diễm có thể dạy cho người, gã phục sát đất. Chương 797, chính thức lên sân. Hạ Lệnh phái thường xuyên bị trông giữ rù rú trong nhà hiểu biết bên ngoài đa số từ sách vở, khó tránh khỏi dính tật người đọc sách. Một bài thơ hay có thể khiến hạ lệnh phái đập bàn khen hay, sôi trào máu nóng. Từ đẹp có thể làm hạ lệnh phái buồn phiền thiên cổ, chờ mình than thở suốt đêm. Mấy chục bài thơ được hạ lệnh phái tôn như thánh điển đọc đi đọc lại. Như hữu đạo cố ý làm vậy, giờ hắn không rảnh dậy hạ lệnh phái nên khiến gã lặp đi lặp lại hiểu biết, cho hiểu thấu đọc vanh vách số thơ từ này rồi tính tiếp cái khác dù sao đống thơ đó là Ngưu Hữu Đạo tùy ý ném cho hạ lệnh phái. Ngưu Hữu Đạo chống kiếm đứng khẽ ừ, lạnh lùng hỏi. Không lo học mà chạy lung tung cái gì, trông bộ dáng rất giống làm thầy dạy người. Hạ lệnh phái á khẩu, lúng túng nói. Học sinh đi ngay, hạ lệnh phái cung tay lùi mấy bước mới xoay người rời đi. Quản phương nghi nhìn theo, phì cười. Đúng là mọt sách, thật không hiểu Ngọc Thương nâng họ như bảo bối làm gì. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo bóng lưng hạ lệnh phái đi xa mọt sách có gì không tốt ít ra có thể sống trong thế giới của mình viên cương bước nhanh lại gần đưa lên một phong mật thư đạo gia quản phương nghi không kiềm được nhìn đôi tay viên cương ánh mắt như đang xem thứ quái dị đã bao nhiêu lần bà lộ ra ánh mắt như vậy đám người trần bá bị thương nặng dù đã nuốt vào thiên tế đan cũng khó khỏe lại trong thời gian ngắn cả đám được đưa về hang ổ ẩn náu đổi ngô lão nhị trương lão tam chu lão bát đến đây viên cương bị thương rất nặng vậy mà không cần linh đan đôi tay bị gãy không thành hình mới có vài ngày đã lành lặn. Người đến đông đủ, bên ta thành lập lại con đường liên lạc với các phương. Nghiêu hữu đạo xem mật thư, nhướng cao chân mày. Đại Thiền Sơn truyền tin nói đã bàn bạc ổn thỏa với ba đại phái nước Yến, bắt đầu chấp hành, kêu bên hắn phối hợp. Nghiêu hữu đạo đưa trả mật thư cho viên cương, dặn dò. Liên lạc với vương gia, kêu bên vương gia bình thường phối hợp giao tiếp. Viên cương rời đi, quản phương nghi lên tiếng chuyện thiên ngọc môn có thể tạm chấm dứt mà sao ngươi có vẻ không vui như hữu đạo khẽ thở dài chuyện trong dự đoán thì có gì mà vui thiệu bình ba rắc rối hơn thiên ngọc môn ngay lúc này có ít khách đến viếng thăm bộ tầm đến như hữu đạo tự mình đến cửa đón khách quý vào nhà ngước nhìn mặt trời biểu hiện nửa buổi chiều đến chơi vào lúc này hai bên cùng ngồi vào đình như hữu đạo cười nói đại tổng quản đột nhiên quang lâm khiến vãn bối kinh sợ bộ tầm nửa cười nửa không nhìn quanh có thể làm ngươi kinh sợ. Ha ha, học sinh của ngươi đâu, chẳng phải nói phụ ngươi ba ngày mà sao bây giờ đã bao nhiêu ngày rồi. Nghiêu hữu đạo hỏi, đại tổng quản muốn ra lệnh đuổi khách đi sao? Chúng ta ở một ngày không tiêu phí bao nhiêu, đại tổng quản còn thiếu chút tiền ấy sao? Bộ tầm không tán dóc với nghiêu hữu đạo, biết này lén lút với Ngọc Thương không dễ lỡ miệng nói ra, có tán nhảm cũng không moi ra điều gì. Bộ tầm nhắc nhở, thiệu bình ba, kẻ đối đầu với người hình như đi nước tấn nghiêu hữu đạo chậm rãi gật đầu mặt không biểu tình nói có nghe nói khoác hoàng bào phong quang vô hạn bộ tầm buông tiếng thở dài lúc xảy ra chuyện cha tìm thì đã phát hiện dấu hiệu những ngày hắn chạy trốn không chỉ gặp vệ sử còn gặp tấn sử là chúng ta sơ sót nghiêu hữu đạo nghe mà ngán không kiềm được thốt lời chào phúng bây giờ nói mấy chuyện này có ý nghĩa gì không lúc trước làm chi tuy miệng chào phúng người ta nhưng nghiêu hữu đạo phải thừa nhận thủ đoạn của thiệu bình ba rất cao mình Ai mà ngờ nước vệ phối hợp y diễn kịch diễn xuất sắc không chút sơ hở? Họ diễn khi thiệu bình ba chạy trốn, y chạy thành công vẫn còn diễn. Nghe nói ngày thứ hai vệ sử chạy đến hoàng cung tìm hảo vân đổ đòi một lời giải thích. Mãi trước khi truyền về tin thiệu bình ba ở nước tấn thì nhưu hữu đạo luôn đinh ninh y đi nước vệ, chưa từng đoán y đi nơi nào khác ngoài nước vệ. Đừng nói bên bộ tầm sơ soát việc tấn sử và thiệu bình ba gặp mặt, chính nhưu hữu đạo dù có biết cũng sẽ bỏ qua, tiếp tục theo dõi bên nước vệ thân phận bối cảnh như thiệu bình ba lúc ở bên này gặp vài sứ thần có gì lạ. Quan trọng là tay chân bên nước vệ tỏ rõ muốn đưa thiệu bình ba về nước, sao nước vệ có thể đưa người giúp nước tấn. Có thể nói thiệu bình ba chơi chiêu này không để nghiêu hữu đạo nhìn ra sơ hở gì. Hắn là đối thủ cũ của y còn không nhìn thấu thì người khác trông nhầm không có gì lạ. Bộ tầm nghiêng đầu nhìn ngoài đình, hơi cảm khái nói. Đều bị thủ thuật che mắt của hắn đánh lừa, nước vệ không thể nào đưa người giúp nước tấn, 89 phần 10 nước vệ cũng bị lợi dụng. Thiệu Bình Ba thật là không đơn giản. Bộ tầm quay đầu nhìn Ngưu Hữu Đạo, người từ vạn thú môn đuổi theo đến Bắc Châu, lại từ Bắc Châu truy sát đến Tề Kinh, không lẽ định bỏ qua hắn vậy sao? Người đã dồn Thiệu Bình Ba đến mức này, chờ hắn được thế trong nước tấn thì sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đây là mục đích bộ tầm đến. Thiệu Bình Ba đi nước tấn không chỉ dẫn tới huyền vi cảnh giác còn có hạo vân đồ, có thể nói thái thúc hùng cho Thiệu Bình Ba lễ ngộ cao làm hạo vân đồ bất an. Không chỉ mình nước vệ, nước tề, Thái Thúc Hùng lễ ngộ Thiệu Bình Ba làm các nước chú ý cao độ, đẩy giá trị của y lên tầm cao vút. Nhi tử chư hầu một phương bỏ qua vầng sáng từ phụ thân chính thức lên sân giữa bảy nước đầy giấy quần hùng. Nước vệ, nước tề khác với bốn nước khác, ác lân ở ngay cạnh họ, nếu xảy ra chuyện gì thì họ sẽ đứng mũi chịu sao. Người trước mắt bộ tầm là đối thủ một mất một còn của Thiệu Bình Ba, những quốc gia khác có lẽ không biết nhưng ông thì biết Thiệu Bình Ba không phải lần đầu tiên chịu thiệt trong tay như hữu đạo. Mấy vạn con ngựa chiến của Thiệu Bình Ba từng bị vị này cướp đi, lần này buộc y thành chó nhà có tang một đường truy sát, chẳng qua bị muộn một bước không thì đã thành công. Trên đời này người hiểu rõ kẻ địch nhất không phải bằng hữu của kẻ địch mà là kẻ thù của kẻ địch. Có thể liên tục khắc nhân vật như Thiệu Bình Ba, bộ tầm không tin vị này không tìm hiểu sâu về y, cộng thêm vị này muốn dồn y vào chỗ chết nên bộ tầm mới ôm hy vọng đến tìm như hữu đạo. Nói trắng ra là bên bộ tầm muốn mượn tay như hữu đạo trừ bỏ Thiệu Bình Ba. Nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại, đúng là ta không muốn bỏ qua nhưng người ta đang được Thái Thúc Hùng che chở, ta có thể làm gì được hắn? Hay đại tổng quản dạy cho ta đi, bộ tầm nói, có thể buông tay làm, hiệu sự thai có người ở nước tấn đã không phải chuyện bí mật, có gì cần giúp miễn ta làm được sẽ hết sức phối hợp với ngươi. Không chỉ bên ta, nước về cũng có thái độ như vậy. Được hai nước chống lưng cho ngươi, bằng vào ngươi hiểu biết hắn chắc sẽ tìm được cách. Nghiêu hữu đạo buồn cười, cái này tỏ rõ dùng hắn như cây thương, nếu có thể diệt trừ thiệu bình ba thì hắn vui vẻ làm cây thương, vấn đề là y được nước tấn bảo vệ, đâu dễ hành động. Chưa biết rõ tình huống gì lỗ mãng chạy vào địa bàn của nước tấn đụng vào tân quý trong mắt hoàng đế nước tấn không khác gì tìm cái chết. Nhưng như hữu đạo vẫn nói, có một cách, bộ tầm ồ lên, hỏi dồn xin lắng tai nghe, như hữu đạo mỉm cười nói, nước tề ra binh đánh chiếm nước tấn, vậy là thiệu bình ba thành bèo không dễ, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Ta nhất định sẽ lấy đầu của hắn dâng cho đại tổng quản, quyết không nuốt lời. Bộ tầm bị nghẹn sặc, nếu nước tề có năng lực đó thì còn cần chờ ngươi nhắc nhở sao? Sớm hạ gục nước tấn rồi, như hữu đạo nhanh chóng vun đắp lại. Đùa thôi, đại tổng quản đừng tin thật, việc này không thể vọng động, ta còn cần suy nghĩ kỹ. Sau khi có ý tưởng rồi lúc nào cần đại tổng quản trợ giúp sẽ khó tránh khỏi cầu viện đại tổng quản. Đã nói đến mức này thì bộ tầm đành bảo. Bằng ngươi hiểu biết thiệu bình ba thì cảm thấy hắn đến nước tấn rồi sẽ làm gì? Nghiêu hữu đạo hỏi ngược lại không biết đại tổng quản thấy nước tấn thế nào. Bộ tầm chỉ nói tám chữ, cực kỳ hiếu chiến, cùng hung cực ác, chương 798, nhưng Nam Châu lại một. như hiểu đạo thở dài, đại tổng quản đã có đáp án rõ ràng rồi, cần gì nghĩ nhiều nữa. Có thể khiến Thái Thúc Hùng lễ ngộ như vậy tất nhiên là nhằm vào đúng khẩu vị yêu thích của y. Ta nghĩ nước tề nên chuẩn bị sớm đi, sẵn sàng khai chiến với nước tấn. Nói thật là ngồi chờ rắc rối tìm đến không bằng ra tay trước khống chế. Nước tề có thể suy xét hợp tác với nước vệ một hơi đánh vào nước tấn, đánh cho y không kịp trở tay. Bộ tầm trầm ngâm, chợt bừng tỉnh phát hiện không đúng. Muốn suối người ta làm thương mà sao ngược lại suýt bị người ta đẩy đi làm chim đầu đàn. Bộ tầm cảm giác hơi mạo hiểm, phát hiện nghiêu hữu đạo thật lợi hại, suýt bị hắn rắt mũi đi. Nếu ông bị tên này dụ dỗ trở về suối dục hạo vân đồ thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.